xin mến chào quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh người kể chuyện ma quý vị thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thay mặt cho đình Tùng voice triển triêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả đoàn ngân quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đình tổ media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của bộ truyện ngày hôm nay qua giọng đọc của Triển Chiêu. Cây nắng êm dịu của mùa thu lặng lẽ trôi qua để nhường chỗ cho một khoảng trời âm u, nhiều mây xám xịt, vắng bóng mặt trời của mùa đông đến. Mùa đông lạnh giá, gió thổi vù vù, kèm theo những cơn mưa dai dẳng không dứt làm nghiêng ngả cây cối. Nếu như cái nắng ôn hòa và cơn gió mát dịu của mùa xuân làm cây cối đâm chồi nảy lộc, thì những cơn gió mùa đông như muốn giật từng nắm lá khiến cây sơ sắc hẳn đi. Mưa tạt vào nhà khiến cho mọi người đóng cửa hết và họ rất ít ra ngoài vì trời lạnh và đường xá lầy lội vô cùng người người ai cũng chuẩn bị đồ ấm để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt mỹ dường như cũng đang cảm nhận rõ cái rét cắt da cất thịt của tiết trời hà nội một mình cô đứng đợi ở cổng trường đã hai tiếng trôi qua cô mong chờ bóng dáng quen thuộc của lâm người đàn ông mà cô sẵn sàng hy sinh dành chọn tình cảm thuần khiết nhất dành cho anh giới thiệu đôi chút về mỹ cô là sinh viên năm ba của một trường đại học để đặt chân vào ngôi trường này mỹ đã phải nỗ lực rất lớn bởi từ nhỏ cô dường như bị bố mẹ quản lý lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của ông đô và bà lựu dẫu biết cha mẹ nào cũng thương con muốn dành chọn những gì tốt đẹp nhất dành cho con nhưng không phải ai cũng yêu thương con họ đúng cách Ông Đô, người đàn ông nổi tiếng độc đoán gia trưởng nhất cái thôn đông, còn bà Lự lại chính là mẫu phụ nữ chịu đựng, nhẫn nhịn giỏi nhất cái thôn đó. Điều Mỹ mong muốn nhất chính là rời khỏi vòng tay bố mẹ, tự do bay nhảy giữa vùng trời rộng lớn, và con đường đại học chính là cánh cửa tự do mà cô muốn hướng đến. Khi hay tin con gái đậu đại học, ông bà đã rất vui mừng. Trong thôn đông, hầu hết con gái chỉ học đến lớp 12, xong thì lên thành phố kiếm tiền hoặc xuất giá. Lần này biết con gái trúng tuyển với số điểm gần như cao tuyệt đối, thì ông Đô làm sao mà không hãnh diện. Tươi cười suốt ngày, đã vậy còn đãi một con lợn để mời cả thôn. Lần đó ai cũng chúc mừng vợ chồng ông bà có phước, để được cô con gái giỏi giang, sau này chắc chắn làm dạng danh dòng họ Ngoài Mỹ ra, bà Lựu còn sinh thêm thằng Hiếu. Năm nay chỉ mới học lớp 10. Nó cũng chẳng kém cảnh chị. Học giỏi hầu như tất cả các môn. Nhưng ngặt nỗi, bố mẹ nó khó tính. Đi chơi hay đi đâu đều phải xin phép rõ ràng, chi tiết từ địa điểm đến thời gian bắt đầu cũng như kết thúc. Có lần nó trốn bố mẹ đi chơi đêm cùng đám bạn trong xóm. Chỉ đơn giản là chơi đuổi bắt, Chẳng biết xui rồi thế nào lại gặp đúng lúc ông Đô đi thăm ruộng về muộn. Đợt đó hầu như khắp nơi để bị nạn chuột phá. Ban đêm, nhà nhà, người người dọn đèn đi bắt. Trong lúc chạy trốn khỏi sự giật đuổi của thằng bạn, nó chạy bán sống bán chết, rồi bỗng nhiên đâm sầm vào người đối diện. Khi ngước mặt lên, nó mới tá hỏa phát hiện ra bố mình. Mặt nó cắt không còn giọt máu, ông Đô thấy nó cũng ngạc nhiên không kém. Sau khi chấn tĩnh lại, ông liền sách lấy lỗ tai nó kéo về nhà. Mày giỏi, dám trốn tao đi chơi hả? Hôm nay tao đánh cho mày chờ nhá. Ông bắt nó quỳ dạp dưới nhà, rồi chạy vào xuống bếp lấy cây roi mây mà quất tới tấp. Bà lụ nằm trong buồng nghe thấy tiếng ồn thì chạy ra. Bà phải căn ngăn dữ lắm ông mới tha cho nó. Với bản tính độc đoán này của chồng, bà sợ con bà khó mà giữ được mạng. Bởi ông Đô trước này ghét nhất là bị lừa dối. Mỹ đứng đó dù thương em cũng chẳng dám ho he. Những tiếng chửi cùng âm thanh roi vun vút vào người vang lên. Mọi người đứng bên cạnh cũng không ai dám can ngăn. Hoặc có chăng cũng là họ đã quá quen với cảnh này nên như một chuyện quá đỗi bình thường. Trở lại với thực tại, sau một hồi chờ đợi, cuối cùng chiếc SH màu đen bóng loáng cũng từ từ chạy lại phía Mỹ. Cô mệt mỏi trách mắng. Làm gì mà lâu thế không biết? Cô biết là em đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ rồi không? Lâm cẩn thận đội nón bảo hiểm cho cô, nhỏ giọng an ủi. À, anh có chút việc bận nên đến muộn. Để tạ lỗi, anh dẫn em đi ăn nhé. Vừa mới giận đó, vậy mà nghe câu ngọt ngào của hắn, cô đã ngồi ngoai Mỹ đến với Lâm cũng là một cái duyên, nhưng chẳng biết đó có phải là nghiệt duyên hay không. Lúc Mỹ trần ướt trần giáo lên thành phố, thuê phòng trọ thì vô tình đụng phải Lâm đi đối diện. Cả hai đều khá bất ngờ vì nhan sắc của đối phương. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được phòng trọ ưng ý. Đặc biệt hơn, chủ trọ chính là mẹ của Lâm. Dễ trọ cô đối diện với căn nhà hai tầng khang trang của hắn, Số lần cả hai gặp nhau cũng nhiều vô kể, rồi từ lạ thành quen, chào hỏi, bắt chuyện, rồi trở thành người yêu của nhau lúc nào chẳng hay. Để trục lỗi với người yêu, hắn đưa Mỹ đi ăn, nhưng vừa mới đặt chân vào quán thịt nướng, mùi dầu mỡ khiến cô khó chịu. Mỹ vội chạy ngược ra phía sau, ôm lấy gốc cây gần đó mà nôn ọe. Lâm lo lắng hỏi Han. Em sao vậy? Ốm chỗ nào đánh mua thuốc? Dạo gần đây sức khỏe của Mỹ không được tốt, thường xuyên đau đầu và buồn ngủ, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Thấy tình hình không khả quan, Lâm liền đưa cô đến bệnh viện. Kết quả khiến cả hai phải há hốc miệng ngạc nhiên. Mỹ đã mang thai đến tháng thứ ba. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều này cô hoàn toàn không nghĩ đến. Nếu ông Đồ biết chuyện thì chắc chắn cô không thoát khỏi cảnh bị bố mẹ chỉ trích cả làng xóm cũng được dịp náo loạn. Mỹ lo lắng hỏi Lâm. Chết rồi, thế này bây giờ mình phải tính sao đấy anh? Lâm dập điếu thuốc trên tay, anh ta dứt khoát nói. Còn sao nữa, bỏ nó đi. Không được, em không đồng ý. Lâm tức tối đánh mạnh xuống yên xe. Không đồng ý, vậy em nuôi nó à? Chúng mình còn trẻ, sau này sẽ có những đứa con khác. Bây giờ em học chưa xong, anh công việc làm cũng chưa ổn định tự dưng ở đâu rơi xuống đứa con nghe thôi đã thấy rắc rối rồi em nói vậy mà nghe được ư ừ. lúc sung sướng sao anh không nghĩ đến đi giờ một chuyện thành ra thế này anh định quất ngựa chi phong sao lâm mệt thật đã nói đến cỡ đó mà còn không chịu nữa thì thôi tùy cô không phá thì tự mình đi mà nuôi thằng này không liên quan dứt lời lâm liền lên xe phóng đi bỏ mặc mỹ một mình trơ trọi ở nhà xe bệnh viện cô ôm bụng buồn tội khốn kiếp anh tưởng nó, nó như vậy là xong ư mỹ không chấp nhận việc phá thai cũng không muốn lâm phủi bỏ trách nhiệm tức là cô về lại phòng trọ nhấn chuông cửa nhà bà linh mẹ của lâm thường ngày bà linh rất tốt hòa nhã với tất cả những người trong khu trọ đôi lần mỹ cũng bắt chuyện thì thấy bà khá vui tính Điều này khiến Mỹ càng có hy vọng rằng bà Linh sẽ chấp nhận đứa cháu này. Sau một hồi nhấn chuông thì bà Linh cũng chịu ra mở cửa. Mỹ chưa kịp lên tiếng đã bị bà ta hất nguyên số nước vào mặt. Bà ta đầy nghiến. <laughs> Tưởng ai? Hóa giả? Dạ. Loại đàn bà chắc nết. Mỹ thắc mắc hỏi. Ờ, bà, bà nói vậy là sao ạ? À? Còn sao nữa? Cô định ốm cái bụng bầu đó, đến ăn vạ nhà tôi chứ gì? đừng mơ mộng trèo cao không có cửa ở đâu thì ra anh lâm đã nói chuyện với bác rồi vậy thì sao nội trung hôm nay cô phải cuốn gói cốt của nhà tôi vô lý thật đấy dù sao đứa bé này cũng là máu mủ nhà bác không lẽ bác không phân biệt đúng sai dĩ nhiên là tôi phân biệt được tôi quá hiểu bản chất của những cô gái tình lẻ như cô của cô cố bám lấy thẳng lâm để hy vọng đổi đời chứ gì bác bác thật quá đáng bác đừng tưởng còn trẻ bác tốt đẹp anh ta cập hết người này đến người kia nếu không phải cháu thì cũng sẽ có đứa con gái khác đến đây bắt đèn nhà bác thôi khoản đã mà bác đuổi cháu ư mà hình như chưa hết hạn hợp đồng vậy bác phải đền bù cho cháu hai tháng tiền phòng trọ trong hợp đồng có ghi rõ đấy bà linh tức máu liền ném một xấp tiền vào mặt mỹ bà ta gần giọng đây đây là tiền, tôi chịu trách nhiệm cho cuộc kết thai và đền bù hợp đồng. Cầm lấy, cút khỏi đây đi. Bà ta nói xong, liền quay người bước vào nhà. Mỹ nhục nhã, nhặt lại những tờ tiền vương vãi khắp nơi, bước từng bước nặng nề về phòng trò để dọn dẹp. Giờ đã là 5 giờ chiều, cô biết đi đâu đây? Cuối cùng đành phải thuê tạm nhà nghỉ, giờ ngày mai tính tiếp. Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm chính là đến trường xin bảo lưu kết quả. Thầy cô bạn bè ai cũng thắc mắc sao cô lại nghỉ học giữa trường. Mỹ không muốn trả lời, cô mệt mỏi vì lòng tin đặt lầm chỗ để giờ đây một mình chật vật với nỗi cô đơn. Nói là mang thai nhưng cô không bị ngán, chỉ thấy dạo gần đây hơi buồn ngủ, trong người lúc nào cũng mang trạng thái mệt mỏi. Cô không sợ xã hội dị nghị, điều Mỹ lo lắng nhất có lẽ là ông Đô. Buổi tối hôm đó, Mỹ đắn đò suy nghĩ mãi mới quyết định bắt xe về quê. Sáng sớm, Mỹ đã có mặt ở bến xe. Phải mất hai tiếng đồng hồ, cô mới về đến nhà. Một mình kéo chiếc vali nặng trịch, không khí quê nhà khiến tâm trạng cô ổn hơn đôi chút. Nhưng nó cũng dần tắt ngốm khi đôi chân cô chạm đến cánh cổng làng. Đôi tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi thâm đẫm cả chán. Chống ngực được dịp đập lên loạn xạ. Cô cứ thế bước đi. Cuối cùng cũng dừng lại ở ngôi nhà cấp 4 màu xanh lá. Bà lộ đang lối hối dọn cỏ trong vườn thì thấy con gái. Bà mừng rỡ chạy lại hỏi Han. Ơ kìa, Mỹ! Trời ạ! À, vào nhà nhanh lên con! Đi đường có mệt không? Mà sao về không báo trước cho mẹ một tiếng? Bà cởi nón ra vừa quạt cho con gái vừa luôn miệng hỏi han nhưng đáp lại bà chỉ là những giọt nước mắt không biết nguyên do từ mỹ điều này càng khiến bà hốt hoảng hơn ok mỹ con làm sao đấy sao lại khóc có chuyện gì vậy hả lần này mỹ khóc to hơn bao nhiêu ất ức, ức cứ thế mà tuôn trào cô ôm chầm lấy mẹ nức lên từng chàng rồi ngạn ngào nói mẹ mẹ ơi Mẹ cứu con Bố Bố giết con mất Bà lậu đẩy con gái ra Nâng mặt cô lên hỏi lại Con nói cái gì vậy hả Suốt cuộc đã có chuyện gì Con Con có thai rồi Như xét đánh ngang tài Điều này là điều cấm kỵ Mà ông Đô luôn miệng nhắc nhở Bà lậu lắc đầu không tin Rồi con nói gì vậy Mỹ? Con nói lại lần nữa mẹ nghe xem nào. Con, con có thai rồi. Bố giết con mất mẹ ơi. Bà lộ đánh mạnh vào người cô, rừng rừng nước mắt. Trời ơi là trời Mày tại sao lại giang nô nỗ này hả Mỹ? Tao cày bữa vất vả để lo cho mày ăn học. Vậy mà mày trả ơn tao vậy sao Mỹ? Đúng lúc này, ông Đô vừa đi thăm đồng về, trên vai vẫn còn vác cuốc lẫn thêm bổn đất. Ống quần thì bên sắn bên thả. Thấy vợ còn cứ lưu loa khóc lên thì khó chịu, đặc biệt là Mỹ. Tại sao lại về lúc này? Bình thường cô về sẽ báo trước, mà dịp này chẳng phải lễ lạc gì. Ông Đô rửa chân tay rồi mới bước vào nhà, rót một ly nước thật đầy uống cạn rồi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mẹ con bà khóc lóc ôm lên thế? Bà Lựu giận con lắm, nhưng lúc này người đàn ông trước mặt mới đáng sợ biết bao. Bà biết chuyện này là tài đình, ông Đô chắc chắn không tha cho Mỹ. Trong lúc bà Lựu chưa biết trả lời ra sao, thì Mỹ đã lên tiếng. Bố! Ông Đô đặt nhẹ ly nước xuống bàn, với tay xoay máy quạt về phía mình cho mát, rồi những mày hỏi. Chuyện gì thế? Sao mày lại về giờ này? Con, con... Vẽ chuyện, có gì thì nói toẹt ra đi Ấp ông cái quái gì Con Con có tai rồi Con cũng nghỉ học rồi Con xin lỗi Ông đồ tức đến nỗi đỏ mặt Ly nước trên bàn bị ông hất vỡ toang Tích mấy quạt bà lậu mới mua được hai hôm Cũng bị ông đạp cho ngã lăn quay Mà kêu lên ỏ ỏ Ông chừng mắt hỏi lại Mày Mày nói cái gì Nói lại lần nữa tao nghe Bà lộ lo sợ Ông ơi Có gì từ từ nói Từ 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 cái gì Nó bố chó chắt chấu vào mặt gia đình này Bà thấy chưa Mày nói Nói ngay Mẹ nằm với thằng nào Hả Mỹ quỷ dạp xuống dưới chân bố Cô van xin Bố ơi Bố ơi con sai rồi Anh ta lừa con Con, con thật sự không muốn một cái tát trời giáng in xuống một bên má cô ông đô đạp xuống người mỹ khiến cô ngã nhào ra nền ngu đồ rốt nát tao giận mày thế nào việc của mày là học học sao mày không nghe lời tao hôm nay tao phải đánh chết mày ông đô vừa chửi vừa đá người cô mỹ nằm đó chỉ biết ôm chặt lấy bụng bà lựu van xin chồng bà xả xuống ôm chặt lấy Mỹ, đỡ đòn cho cô. Mình ơi, con nó lỡ dài, mình tha cho nó đi mình. Tôi xin mình, tôi xin mình. Cầm mông, cút, cút của nhà tao. Nhà này không chứa cái loại rốt nát như nó, cút. Ông đồ mắng chửi cho hà hê, rồi bỏ lui ra sau nhà. Giờ đây người đau lòng nhất có lẽ là ông. Cả đời này, ông không ngại dầm nắng dầm mưa, làm việc, mong muốn cho con cái có cuộc sống tốt, ăn học thành tài. Cũng vì lẽ đó mà ông luôn khắt khe trong việc dạy con. Nhưng ông đã lầm, tất cả đều không như những gì ông nghĩ. Ông ngồi đó đưa mắt nhìn ra xa xăm, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Còn Mỹ, cổ đau đớn lắm, nằm dưới sàn, Bà lộ khó khăn lắm mới nhấc cô dậy mà đưa vào phòng. Bà chẳng biết an ủi con ra sao, ngay cả bản thân bà cũng rất thất vọng về cô. Tối hôm đó, không ai nuốt nổi cơm, thằng Hiếu lén bố mang cháo vào phòng chị. Nó không hiểu nên trong lòng luôn mắng chửi bố là người độc đoán gia trưởng. Khuya hôm đó, đợi cả nhà ngủ hết, Mỹ mới kéo vali rời đi, cô viết lại một lá thư để lại nước mắt rơi nhòe cả mặt chữ ông đô không tè nào ngộ nổi ông biết tất thảy những hành động của mỹ nhưng ông không đánh động ông muốn dạy cho cô một bài học mỹ cứ vậy lầm lỗi bước đi được một đoạn cô liền ngoái đầu nhìn lại căn nhà đầy tuổi thơ và nước mắt cảm xúc lúc này thật khó tả nhưng mỹ đâu hề hay biết ông đô đã theo chân cô Cách xa cô một đoạn, ông lo lắng, sợ con gái gặp chuyện nên âm thầm đi theo. Đến ngoài đường lộ, quán nước bà Hòa vẫn ngày đêm mở cửa để khách đi xe ngồi đợi. Mỹ ngồi đó đợi xe, đến tờ mở sáng cũng có xe đến đón. Thấy con gái lên xe an toàn, ông Đô mới thất theo trở về. Mới một đêm mà trông ông đã khác đi hẳn, tóc như bạc thêm mấy phần. Ông Quảng đi làm đồng sớm thấy vậy thì hỏi Quái Này ông đi làm gì mà sớm thế Chuột giọng này nhiều lắm hả Ông Đô cười gượng đáp Ờ à, Nhiều, nhiều lắm Diệt mãi chẳng hết Mà này, hôm qua tôi thấy ai như còn Mỹ Nó được về nghỉ nên về nhà nó hở không? À, không không, không có trọng lầm rồi Nó chưa có vẻ đâu Ông nói xong liền bỏ đi một mạch. Ông Quảng đứng đó gãi đầu gãi tai. Rõ ràng hôm qua ông nhìn thấy đứa con gái đi về phía cổng làng. Ông Đinh Ninh, đó là Mỹ, con nhà bà Lựu. Thế mà ông Đô bảo không phải. Quá hay lạ. Hóa ra mình nhìn lầm mà. Mắt phải trả mũi. Già rồi này lẫn đây mà. Ông Quảng bật cười với suy nghĩ của mình. Ông Đô vừa về đến nhà đã thấy bà Lựu thất thần ngồi trước cửa trên tay còn cầm theo mảnh giấy, thấy chồng bà liền hỏi tới tấp. Ông ơi, con Mỹ nó, nó bỏ đi thật rồi ông ơi. vẫn là bộ dạng lạnh nhạt đó, ông không để tâm đến lời vợ, cứ thế bước thẳng vào trong phòng. bà lộ thấy vậy thì tức hơn, bà chạy theo níu tay chồng. Tại ông hết đấy, nó mà có mệnh hệ gì, tôi cũng ta cho ông đâu. bà thôi đi. Nó ngu thì nó chịu Nó bao nhiêu tuổi rồi mà bà phải lo Nó già nông nỗi này Có một phần là do bà đấy Đúng là con hư tại mẹ mà Phải rồi Tất cả là tại tôi Tại tôi hết Ông vừa lòng chưa Tôi phải đi tìm con về Không thể để nó một mình như vậy được Bà lộ toan bỏ đi Thì ông đô đã túm tay kéo ngược trở lại Ông chẳng mắt quát Đứng đó Bà mà ra khỏi đây Thì đừng có về nữa Tôi cấm bà Tôi này nhắc đến nó Tôi và bà chỉ có một đứa con Là thằng Hiếu thôi Mặc kệ bà lụa khóc lóc ra sao Ông cũng không bận tâm Người ta nói bà lụa Chịu đựng quả không sai Bà dù thương con Nhưng vẫn không nỡ làm trái ý chồng Để rồi sau này bà phải hối hận Vì đã tiếp tay Cho sự sai trái Vì tính gia trưởng của ông Đô Thằng Hiếu hay tin chị bỏ đi Cũng buồn không kém Nó suốt buổi học chẳng tập trung được gì Còn Lâm Hắn biết bà Linh đã giải quyết chuyện Mỹ Đến bắt vả thông rong Tiếp tục gã gẫm Những cô em gái khác Đối tượng hắn hướng đến chính là những cô sinh viên Trần ướt trần giáo lên thành phố Mỹ khó khăn lắm Mới tìm được phòng trò ưng ý Cũng may số tiền trước giờ cô dành dụng Cùng với 30 triệu mà bà Linh đưa cho cũng tạm đủ sống trong vài tháng. Tinh Mỹ trước giờ hoạt bát nên nhanh chóng kết thân với chị gái phòng bên. Cô cũng không ngại kể về hoàn cảnh của mình cho Tuyết nghe. Tuyết thương cảm cho hoàn cảnh của Mỹ nhưng cũng xót cho số phận của chính mình. Lại nói về Tuyết, cô mồ côi từ nhỏ, năm 15 tuổi đã phải ùa vào đời. Ước mơ của Tuyết là trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng cuộc đời không như cô mơ ước. Lúc Tuyết 15 tuổi, là một cô bé hiền lành, thánh thiện, vẻ bề ngoài cũng vô cùng xinh xắn. Chính vì điều này khiến cho những đứa trẻ khác ghen tị mà tìm cách hãm hại. Bọn chúng qua đáng tới mức tranh thủ lúc cô đi tắm, lén lấy quần áo, giấu đồ mất. Sau đó đẩy một thằng bé 10 tuổi vào trong phòng. Lúc Tuyết đi ra thì cơ thể trần chuồng và lại phòng ngủ cho nam và nữ trước đó đã được tách biệt nên cô thấy cửa đóng thì cứ chạy nhanh ra để tìm quần áo. Nhưng đời mà, lúc Tuyết vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy thằng Tý đứng tần ngần ở đó. Tuyết vơ vội khăn tắm rồi trùm lên người. Cô lắp bắp đỉnh lên tiếng quát thằng Tý, thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Trước mắt cô là mẹ Minh cùng với đám con Mỹ. Tuyết hoảng hốt. Mẹ, sao, sao mọi người lại ở đây? Bà Minh là người quản lý cô nhi viện Ánh Dương cũng là người mà tất cả các thành viên ở đây kính trọng gọi với cái tên thân thương nhất là mẹ Minh. Bình thường bà cũng rất nghiêm khắc nếu ai đó vi phạm, lần này bà không nói không rằng trực tiếp đi tới tát bốp vào mặt Tuyết, bà lớn tiếng: "Hư hỏng, Mười tí tuổi đầu đã dụ dỗ đàn ông con trai." Tuyết ôm một bên má bị tát đến đỏ ửng, cô khó hiểu hỏi lại: "Sao mẹ lại đánh con? Dụ dỗ là sao ạ?" con Tuyết chưa nói hết câu Thì con mẹ nhanh mẹ nói trước Mẹ ạ Đây không phải là lần đầu tiên con thấy nó dắt trai vào phòng đâu Đúng là đổ hư tân mất nét Tuyết lắc đầu ngoài ngoài Không có Mẹ đừng có mà nói bậy Bà Minh lấy roi trực tiếp đánh tới tấp vào người Tuyết Bà vừa đánh vừa chửi Mày học tâu ra cái thói Nói dối đâu vậy hả Đây là lần thứ mấy rồi Nói nhanh Tuyết đau đớn khóc lóc nhưng bà ta vẫn chưa chịu dừng lại. Đám con mị thì mỉm cười khoái chí. Lúc này bà Minh mới quay ra hỏi thằng Tý. Tý, con nói đi, là ai gọi con vào đây hả? Thằng Tý dù là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng trí óc của nó chẳng khác gì trẻ lên ba. Lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ. Nãy giờ nó đứng đó mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc bà Minh hỏi, thì nó gãi đầu gãi tai, nhìn con mị rồi lại nhìn tuyết sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ chị chị tuyết gọi con vào phòng tuyết quỷ rạp xuống chân bà minh cô cố gắng giải thích con không có con không có gọi em ấy mẹ hiểu lầm rồi bà ta vẫn một mực cho rằng cô nói dối liền dùng chân đạp ngã tuyết ra khỏi người bà nghĩ rằng nghĩ lợi ở đây không có chứa cái loại người hư hỏng như mày. Đi đi, mau dọn đồ đi khỏi đây, đừng làm ô uế nhà tao. Bà Minh nói xong thì kéo tay thằng tí rời đi, còn con mị nó đạt được mục đích thì cười nhạo. Ghê thật đấy, không ngờ mày lại dâm đãng như thế. Mấy đứa con gái khác cũng hùa theo nó. Tuyết rửa tức lắm, nhưng một mình cô chắc chắn không đấu lại nằm đứa bọn nó Đêm đó chính là đêm cuối cùng Tuyết ở lại cô nhị viện. Cuộc đời cô cũng lênh đênh lắm. Ban đêm thì ngủ gầm cầu công viên, ban ngày thì đi bán vé số. Một hôm trời mưa gió, Tuyết không bán được vé số nên trở về gầm cầu ngủ. Xui rủi thế nào lại bị đám nghiện bắt gặp. Bọn chúng định dở trò đổi bại với cô thì bất thình lình bị một người đàn ông đến giải vây. Người đó hơn Tuyết tận 7 tuổi, cũng là dân máu mặt trong giang hồ lần đó tuyết cố chấp bám theo tùng để mong anh cứu vớt cuối cùng cũng được anh đồng ý và chấp nhận làm anh trai nuôi những tháng ngày sau đó tuyết sống với cuộc đời mới nhưng chỉ được một thời gian trong lúc tùng vận chuyển chất cấm thì bị công an tóm gọn thế là cô quay lại cái máng lợn cũ bờ vơ lạc lõng nhờ có nhan sắc mà cô nhanh chóng được một ông chủ quán bar nhận vào làm phục vụ. Rồi từ phục vụ bia rượu, dần dần chuyển sang phục vụ thân thể. Cuộc sống bây giờ của Tuyết cũng gọi là tạm ổn, nhưng cô chưa hài lòng. Nó cho cô những thu vui hoan lạc, nhưng lòng lại chẳng yên. Mỹ nghe Tuyết tâm sự mới giác ngộ rằng bản thân cô còn may mắn hơn Tuyết rất nhiều. Chỉ là cô mù quáng đi tin vào mấy lời bịp bợm của kẻ sở khanh. Mọi đau khổ đều do cô tự chúc lấy, Hai chị em nói chuyện thêm một lúc thì chia tay. Bởi giờ đã đến lúc Tuyết đi làm. Mỹ thấy Tuyết sửa soạn trang điểm, ăn mặc lộng lẫy thì thích thú. Đẹp quá! Đúng là hồng nhan bạc phận chị nhỉ? Tuyết cười hiền. Em là đã nói mình đó sao? Em chẳng bằng một phần của chị. Mà chị đi làm à? Cho em theo với được không? Tuyết từ chối thẳng thừng. Không được. Em đang bầu bỉ thế này làm sao mà đi được ở nhà đi cho lành sau này sinh xong chị dẫn đi mỹ nghe vậy cũng gật đầu đồng ý cả buổi cô lướt tin xem có nơi nào tuyển dụng không để đi làm chứ ở không thế này cũng không phải cách tuyết đúng là vị cứu tinh của đời mỹ hôm đó tuyết đi làm về sớm liền mua thêm một ít thức ăn ngon hai chị em vừa nấu ăn vừa trò chuyện chị cô tin này muốn thông báo đây tin gì vậy chị Sốp quần áo của bạn chỉ mới mở, đang thiếu nhân viên thu ngân, việc đó cũng không đặng nhọc lắm đâu. Hay mày chỉ dẫn em đó đến xem sao nhé. Mỹ vui sướng reo lên. Thật à chị, vậy thì tốt quá, em biết ơn chị lắm. Con này, ơn với nghĩa gì chứ? Từ ngày Mỹ sách vali rời đi, cô cũng chưa gọi điện về nhà thêm một lần nào. Bà lụ nhớ con cũng không cách nào liên lạc được. Còn ông Đô suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Chợp nhoáng, Mỹ đã mang thai đến tháng thứ 9, còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Mấy tháng này, đi làm cô cũng dư ra chút ít, nhờ có tuyết nên cô cũng đỡ tuổi thân. Trong lúc hai chị em đang đi sắm sửa đồ cho em bé, thì cơn đau bụng đột nhiên ập tới. Mỹ nhăn mặt, ôm bụng kêu đau. Chị tuyết ơi, em đau quá. Tuyết thấy vậy thì hoảng loạn, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi mọi chuyện xảy ra, thì cô lại quýnh quáng hết cả lên. Chết rồi, làm sao đây? Mỹ dù đau lắm, nhưng nhìn thấy bộ dạng dối bời của Tuyết cũng không nhịn nổi cười. Trời ơi, em đau quá, gọi taxi đi, em cần đến bệnh viện. À, à đúng rồi, đi đi, đi bệnh viện. Mỹ nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh, sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng em bé cũng chào đời. Mỹ Hạ sinh được một cậu con trai. Trộm ví em bé cũng không được bồi bổ nhiều, nhưng vẫn bổ bẫm. Người ta nói, khi sinh con, người mẹ như đứng trước thèm cửa tử. Mới nhìn thấy con thì bật khóc nức nở. Cô khóc không phải vì hạnh phúc, cô khóc vì những năm tháng sau này không biết làm gì để nuôi con. Tương lai phía trước của cô tối đen mù mịt, đứa trẻ vì khát sữa nên khóc toáng lên. Còn Mỹ, cô cứ để mặc cho nó khóc. Những bệnh nhân khác thấy xót thì đánh tiếng. Này cô, cho nó bú đi chứ. Phải rồi đấy, là mẹ kiểu gì thế không biết. Để chắc chắn là bị bố nó bỏ nên mới đâm ra hận thằng bé như vậy đây. Những người xung quanh thay nhau phê phán Mỹ, đầu cô đột nhiên đau như búa bổ. Cô ôm đầu hét lên. Im hết đi, các người biết gì về tôi mà nói chứ? Tuyết vừa xuống căng tin mua cháo. Lúc vào đến phòng thì nghe tiếng hét của Mỹ làm cho giật mình. Cô vội vàng chạy lại. Những người khác vẫn không ngừng chỉ chỉ trò trò về phía Mỹ. Thằng bé vẫn oe oe khóc. Tuyết bực bội nói. Mấy người này, xảy lắm hay sao vậy? Nói rồi, cô bế thằng bé lên tay. Dỗ dành một lúc thì nó mới đến khóc thấy Mỹ cứ nhìn ra bên ngoài thì lo lắng. Mỹ, em sao vậy? Sao đột nhiên lại? Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Cái con điên này, ai làm gì mày? Mau cho thằng bé nó bú đi, nó đói rồi đấy. Tuyết vừa nói vừa đưa thằng bé về phía Mỹ. Cô không những không đón lấy thằng bé, ngừng lại còn đẩy nó ra xa, suýt chút nữa là rơi tõm xuống nền nhà. Tuyết khó hiểu với hành động này của Mỹ cô vì quá tức giận mà đánh vào bả vai Mỹ một cái. Ở cái con này, làm gì vậy? Chỉ chút nữa là rơi thằng bé rồi đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên mày lại thay đổi như thế? Mỹ không buồn đáp, cô vùng vàng nằm xuống, chùm chăn lên kín đầu, mặc kệ tuyết cằn nhằn thế nào cô cũng không để tâm. Tuyết thật sự không hiểu vấn đề mà Mỹ gặp phải là gì. Cũng có thể là Mỹ bị trầm cảm sau sinh, vì Mỹ nhất quyết không cho thằng bé ti sữa nên cô đành phải pha sữa công thức. Thằng bé đói quá nên chớp nhoáng đã ti hết bình sữa, nhắm mắt rồi mà miệng vẫn còn chóp chép. ấy vậy mà Mỹ chẳng thèm liếc nhìn nó lên một cái. Hai hôm sau, Mỹ được xuất viện về nhà. Tuyết tranh thủ lúc hai mẹ con ngủ, cô cũng xin nghỉ vài hôm để chăm sóc. Có một người bạn như Tuyết thì đúng là nên trân trọng đến 8 giờ tối. Tuyết mua xong trái cây thì đi nhanh vào phòng bệnh. Chẳng hiểu sao lúc này tâm trạng cô thật khó tả. Chống ngực đột nhiên đập mạnh. Lo có chuyện không hay. Tuyết liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Vừa mở cửa bước vào thì cô tá hỏa khi thấy Mỹ dùng gối ép chặt lên mặt thằng bé. Cô vừa ấn vừa nghiến răng. Chết đi! Mày chết là tao hết khổ! Chết đi! Tuyết lúc này không nghĩ được nhiều, nên chạy lại đẩy mạnh mỹ ra còn không quên đánh cho mỹ mấy cái thật mạnh khốn nạn mày bị làm sao vậy mỹ mày đừng giết con mày ư bị đánh nhưng mỹ lại không thấy đau cô ngồi thừ ra đó mà khóc còn thằng bi số nó chưa tận chỉ là nó khó thở nên cơ thể tím tái tuyết ôm thằng bé chạy lại phòng cấp cứu ruột gan cô như muốn bung bét vì lo cho mẹ con mỹ sau một hồi cấp cứu thì thằng bé dần ổn định. Bú sữa xong thì nằm ngủ ngon lành. Nhìn thằng bé mà Tuyết thấy thương, nó cũng xui lắm mới đầu thai làm con của Mỹ. Đợi đến khi Mỹ bình tĩnh hơn, Tuyết mới dám ngồi lại hỏi chuyện. "Mỹ, em có chuyện gì phải không?" "Em không sao hết. Chỉ là em ghét nó. Rất ghét nó. Vì nó mà tương lai em đen tối." Vì nó Mẹ mất đi gia đình Nói bậy nào Em làm ơn suy nghĩ tích cực lên có được không Chị Tuyết Nhưng mà em không thể Em sợ lắm Em không làm được Em chưa sẵn sàng làm mẹ Em em ghét đó Tuyết tức đến đỏ mặt Cô gằn lên Mày nói vậy mà nghe sao được Mỹ Mày ghét nó vậy Tại sao lúc thằng đó bảo mày phá Sao mày không chịu Chính mày nhất quyết giữ lại nó mà Vậy hóa ra Mày không có trách nhiệm với lời nói của mình sao Em Mày không nuôi được Thì để tao nuôi Còn mày muốn đi đâu thì đi Nhưng mày nên nhớ Một khi mày đã từ bỏ nó Thì mãi mãi không bao giờ được bến mảng đến gần nó Sau này Khi nó lớn lên Tao sẽ nói với nó rằng Chính mẹ ruột nó đã bỏ rơi nó Chính mẹ nó đã hối hận khi sinh ra nó Vừa lòng mày chưa? Tiết nói đến đâu, nước mắt rơi ra đến đấy. Trước đây cô đã từng ao ước có một gia đình trọn vẹn, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng ông trời chưa bao giờ dành sự ưu ái này cho cô. Có lẽ kiếp trước, Tuyết gây ra nghiệp lớn, nên kiếp này mới nhận quả báo. Cô hiểu cảm giác của một đứa trẻ thiếu tình thương là thế nào, nó sẽ buồn tuổi đơn độc ra sao. Nên khi nghe Mỹ chối bỏ thằng Bi, cô như không kiềm chế được mà nặng lời còn mỹ đầu óc cô mộng mị rồi cô chẳng biết gì nữa điều cô muốn bây giờ là sự tự do là thanh xuân tươi đẹp nơi cánh cửa đại học chứ không phải suốt ngày lo cơm áo gạo tiền mỹ hối hận rồi thật sự hối hận được vì từ giờ em sẽ không bao giờ đến gặp nó chị mang nó đi đâu thì đi mãi mãi em sẽ không bao giờ quay lại Mỹ nói xong liền bỏ đi. Tuyết nghĩ cô đang giận nên cũng không muốn đuổi theo. Sáng hôm sau, Tuyết đang ngủ thì nghe thấy tiếng bi khóc. Cô dù rất mệt nhưng cũng không thể bỏ mặc nó. Xong rồi hết mọi thứ, Tuyết mới sang phòng bên cạnh để gõ cửa nhưng lại không thấy Mỹ trả lời. Cửa phòng không khóa nên cô cứ vậy mà bước vào. Căn phòng trống không, chỉ còn lại đồ dùng của thằng bi vẫn nằm ngay ngắn trên giường đá mắt rằng chiếc bàn nhỏ là một mẩu giấy đứa trẻ đó từ nay là con của chị mãi mãi em sẽ không quay lại trong túi đồ của nó có một ít tiền nếu khó khăn chị cứ mang nó đến địa chỉ này đó chính là nhà của bà nội nó còn không thì chị cứ cho hay là bán đi đâu thì bán tuyết rơi nước mắt khốn nạn mày bỏ con thật sao mỹ từ đó thằng bi chính thức là con trai của tuyết nuôi một đứa trẻ quả thực không dễ dàng công việc làm ở quán bar không phù hợp để chăm con vậy là tuyết đành phải xin nghỉ việc bao nhiêu tiền bạc cô dành dụng được đều làm vốn để mở shop quần áo công việc mới bắt đầu cũng không thuận lợi gì những lúc Bi ngủ thì Tuyết lại tranh thủ livestream để bán hàng. Dần dần người ta biết đến cô nhiều hơn, buôn bán cũng thuận lợi hơn. Từ lúc Mỹ bỏ đi, cô ta bắt đầu lao mình vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Mặc dù mới sinh, nhưng Mỹ đã rất nhanh lấy lại được vóc dáng. Đặc biệt vòng một của cô nàng cực kỳ nở nang. Mỗi khi sữa về, ngực cô căng cứng như bị cự tuyệt bằng cách vắt bỏ nó đi cô ta chán ghét cảnh ngày nào cũng vắt sữa bỏ đi. Đứa con mà cô ta cố chấp giữ lại cho bằng được, chập nhoáng đã phai nhòa đâu mất. Cứ như thể nó chưa từng tồn tại trong tiềm thức của Mỹ. Men rượu khiến Mỹ lâng lâng, cô ta uốn éo theo từng điệu nhạc. Đàn ông khắp quán bar không ai là không để mặt đến Mỹ. Niềm vui của cô ta chính là được đàn ông ôm ấp, giải tiền lên người. Còn tuyết, cô vất vả là thế nhưng hễ nhìn thấy cô bi lớn lên từng ngày thì bao nhiêu mệt nhọc cũng theo đó mà tan biến giờ đây cô coi nó hơn cả sinh mạng của mình nhưng đời thật biết treo ngươi người khác để thuận lợi hơn trong việc buôn bán cô còn thuê thêm bảo mẫu để trông cô bi tầm 3 tiếng mỗi lần livestream xong điều cô mong mỏi nhất chính là được gặp thằng bé trong lúc đang tính toán lại sổ sách thì bất thình lình cô bảo mẫu hớt hải chạy lại tuyết ơi thằng bé sốt cao quá tuyết vội vàng chạy ngay vào phòng người thằng bé nóng gian hai cô cháu vội bắt xe vào bệnh viện sau khi cấp cứu bác sĩ nhìn tuyết lắc đầu thằng bé bị nhiễm trùng máu tôi e tuyết không tin đây là sự thật cô bố chặt lấy cánh tay của vị bác sĩ nghẹn ngào nói không đúng Bác sĩ, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó. Thằng bé đang rất khỏe mạnh, chỉ là sốt thông thường thôi mà. Bác sĩ, làm ơn xét nghiệm lại lần nữa đi. Chúng tôi đã xét nghiệm rất kỹ, tôi không hiểu vì sao cô lại phát hiện ra chậm chế như thế đấy. Bác sĩ nói đến đây thì có phần gắt gỏng. Cô nên chuẩn bị tinh thần đi thể hơn, thằng bé có vẻ đang rất nguy kịch. Tuyết buồn rộn chân tay, đúng là dạo gần đây thằng bé cô bị sốt đôi lúc còn quấy khóc cô chỉ nghĩ trẻ sơ sinh quấy khóc là chuyện thường tình nên không đưa con đi thăm khám giờ cô có hối hận thì cũng đã quá muộn màng dù không sinh thằng bé nhưng 6 tháng qua cô chăm sóc lo lắng còn hơn cả mẹ ruột nếu nó mà có mảnh hẻ gì thì cô biết sống làm sao mùa xuân năm 2019 sau quãng thời gian điều trị ở bệnh viện cuối cùng bi cũng không qua khỏi ngày hôm đó bầu trời tuy đẹp nhưng trong lòng tuyết lại cuộn trào như bão tố ngày an táng cũng chẳng có ai cô đành gửi thằng bé vào chùa để ngày ngày nghe kinh để sớm đầu thai chuyển kiếp bi của mẹ sự ra đi của con mẹ vẫn chưa tin đó là sự thật mong ở kiếp khác con sẽ được hạnh phúc Sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Mẹ yêu con. Mỹ chẳng hay biết gì về chuyện con trai bị bệnh rồi qua đời. Cô ta suốt ngày diện váy áo, đổ các kiểu để răng bẫy đàn ông. Còn Lâm, trong một lần đi săn gái vô tình đụng phải người con gái đang vô thức chạy trong mưa. Người con gái đó không ai khác chính là Tuyết. Cũng may lúc đó hắn tỉnh táo nên phanh gấp. Trước khi xuống xe hắn còn không quên mắng chửi người trước mặt. Điên à? Cô bị ngáo à? Lúc này hắn bước xuống xe thì thấy tuyết đã nằm ngất đi. Hắn cũng sợ hãi, vội vàng bế cô lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện. May mắn tuyết chỉ bị suy nhược cơ thể nên ngất đi thôi. Lâm kiên nhẫn đợi cô tỉnh dậy mới rời đi. Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại, Cô bị điên hay sao mà Đi đứng không nhìn đường vậy hả Tuyết mỉm cười chua chát <cười> Xin lỗi Giờ anh có thể đi được rồi Trước đây phụ nữ thấy hắn đều phải tự giác cung phụng Vậy mà người phụ nữ này lại rừng dưng, Không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái Điều này khiến Lâm vừa hụt hẫng Nhưng lại vô cùng thích thú Ngay một lời cảm ơn cũng không có sao Cô đối xử với ân nhân của mình như thế sao Vậy thì sao muốn gì từ tôi. Thấy thái độ bất cần của Tuyết, Lâm cũng không buồn đôi co. Tôi bỏ đi, tôi về đây. Sau hôm đó chẳng hiểu sao, bóng dáng của Tuyết cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Trước đây hắn đâu như vậy, hắn tán người này, ngủ với người kia, có người đến bắt đền ăn vạ vì dính bầu mà hắn chẳng còn nhớ mặt. Vậy mà một cô gái mặt mày nhợt nhạt bị bệnh, thái độ vô cùng lạnh lùng lại khiến hắn như tư tưởng cả đêm không ngủ. Bà Linh gần đây thấy con trai ít đi chơi thì lấy làm lạ. Này, mấy tiền đấy à? Sao dạo này mẹ thấy mày ít đi chơi thế con? Hắn vô tử đáp. Trời chán thì ở nhà thôi. Mà này, mày để ý cái con nào hay sao? Mà tao thấy dạo này mày khác lắm nhá. Đi đâu mà quần áo chỉn chu, lại còn ăn mặc lịch sự, chẳng giống sức chút nào hắn cười tủm tỉm <laughs> sao mẹ cứ mặc kệ con thì ra một tuần trước lâm vô tình nhìn thấy tuyết dắt chó đi dạo trên vỉa hè lần này không giống như lần đầu hắn gặp trông cô tươi trẻ và tràn đầy sức sống hơn hẳn hắn tự tin đến làm quen trò chuyện cùng cô ban đầu tuyết cũng không có thiện cảm lắm về người đàn ông này nhưng tiếp xúc lâu dần cô bắt đầu nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay Lâm từ khi có tuyết, hắn hầu như từ chối tất cả các cuộc chơi, tự động tránh xa đám con gái. Tất cả sự thay đổi tích cực ấy đều vì tuyết. Ngày sinh nhật lần thứ 27 của Lâm, hắn mời bạn bè đến quán bar nổi tiếng trong lòng Hà Nội. Hôm đó tuyết dĩ nhiên không thể vắng mặt. Đã khá lâu rồi, cô không đến trốn ồn ào này, nhưng mọi thứ không hẳn xa lạ với tuyết trong lúc tuyết xin phép đi vệ sinh thì đám bạn của lâm đang bay nhảy lắc lư thì tia được con mồi ngon trước mắt một tên trong đám khẩy vai lâm nói này mày nhìn kìa quen không ánh sáng lập lòe đầy màu sắc lâm nhíu mày cố tìm kiếm đối tượng mà thằng bạn nhắc tới mày nói gì quen ai kìa kìa trên sàn đấy em áo đen body sexy từ trái sang ấy. Lâm hơi tránh trắng, nhưng nhìn thấy Mỹ, hai mắt hắn liền mở to. Hắn đang ngạc nhiên, chưa thể lấy lại ý thức, thì cô ta đã đứng lồ lồ trước mắt từ lúc nào. Mỹ tỏ vẻ thân thiết. Anh Lâm, lâu quá không gặp. sao cô lại đến đây? Đứa bé... Mỹ cười khẩy. Đứa bé nào? Tại sao em lại không được đến đây? Mỹ nói xong, liền vòng tay ôm lấy một người đàn ông bên cạnh, có vẻ người đó là khách hàng quen thuộc của mỹ nhưng trông ông ta có vẻ say lắm rồi đúng lúc này tuyết cũng từ nhà vệ sinh đi ra cô vô tư chạy lại chỗ lâm rồi khoác tay vào anh có chuyện gì về anh lâm không buông tay tuyết hắn vỗ nhẹ lên mua bàn tay rồi đáp à <laughs> một con đàn bà rẻ tiền độ phải anh thôi tuyết nghe vậy thì hơi trột dạ cô ngước lên nhìn người phụ nữ lâm nhắc đến tuyết vừa ngạc nhiên và tức giận cô ấp ống mỹ mày sao mày lại ở đây mỹ vội buông người đàn ông bên cạnh ra khiến gã ngã chồng vó giữa sản cô ta tiến đến gần tuyết rồi tự nhiên bẻ lại cổ áo cho lâm giọng ra biểu nói anh nói em là phụ nữ rẻ tiền thế vậy người đàn bà bên cạnh anh thì sao là người tốt là một cô gái hiền lành thánh thiện sao chưa dừng lại ở đó Mỹ còn trực tiếp tắt mạnh vào mặt tuyết Cô ta gắn lên Chị đúng là chơ cháo Chị có biết Người đàn ông này là ai không Hắn là kẻ bỏ rơi mẹ con tôi đấy Khi tôi muốn tìm đến hắn Để hắn gắn Thì chính chị Là người bảo tôi quên đi hắn ta Mắng chửi hắn ta là tên đàn ông đốn mạt <laughs> Vậy mà bây giờ Chuyện gì đây nhỉ Chị chỉ nói vậy để tôi nhường hắn cho chị. Tôi nói đúng chứ, chị Tuyết. Lâm không chịu được, liền ôm lấy Tuyết vào lòng. Ánh mắt nhìn Mỹ đầy phẫn nộ. Cô cấp miệng lại. Tuyết lắc đầu, cô thật sự không biết Lâm là tên sở khanh đó. Cô gỡ tay ra khỏi người Lâm, tiến tới chỗ Mỹ giải thích. Mỹ, chị không có, chị... Chị thật sự không biết. Chỉ là đồ giả tạo. À còn nữa, đứa bé đó đâu rồi? Nó vẫn sống tốt chứ? Nhắc đến cô Bi, trái tim tuyết lại nhói lên, cô nức nở. Bi, cô Bi mất rồi. Nước mắt Mỹ chợt rơi xuống, cô ta vỗ tay đồng đốp. Hay, hay lắm. Chính chị, chính chị đã hại chết nó. Chị lừa tôi, cướp người đàn ông của tôi giết chết con tôi. <laughs> nhưng không sao. Đứa trẻ đó dù gì, tôi cũng đã từ bỏ. Chỉ là tôi không ngờ, chỉ lại ra tay nhanh như thế thôi. Lầm đứng đó, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nắm lấy tay bả vai của Mỹ mà lay mạnh. Cô nói gì? Nói lại lần nữa cho tôi. Mỹ cầm chai rượu ở bàn bên cạnh, nốc một hơi, men rượu chảy xuống cổ họng, đắng ngắt khiến cô ta phải nhăn mặt. Cô ta cười nhếch miệng đáp. <laughs> Cảo thì anh Tuyết, chính là kẻ hại chết con tôi, cũng là đứa con của anh. Tuyết tức giận, liền lao tới tắt bốp vào mặt Mỹ. Cầm miệng, mày biết gì mà nói, chính mày đã bỏ rơi thằng bé nó thiếu tình thương của mẹ mà bị bệnh qua đời tại sao mày lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao mày còn nhớ lá thư này chứ tuyết ném thẳng tờ giấy về phía mỹ lâm nhanh tay đã nhặt lấy anh ta đọc đến đâu gân xanh nổ lên đến đấy lâm vỏ nát lá thư trong tay rồi tiến lại bóp lấy cổ mỹ khiến cô ta khó thở mà dặn ra từng câu buông buông ra buông ra bu 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 đám bạn của lâm nãy giờ cũng hiểu đôi chút Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền cáo Lâm ra. "Này này này, bình tĩnh đi Lâm, làm vậy là chết người đấy." Những người xung quanh bây giờ đang chăm chú về phía họ xì xào bàn tán. Mỹ mặc kể, cô ta không còn gì để xấu hổ nữa. Có lẽ, người đau lòng nhất chính là Tuyết. Cô đập mạnh chai rượu xuống bàn, dùng mảnh thủy tinh chém xoẹt từ mặt Mỹ rồi chuyển sang Lâm. Mỹ ôm mặt đau đớn, mẫu chảy ra dòng dòng có lẽ vết thương đó sẽ khá sâu và để lại một vết sẹo lớn. Lâm thì khác, hắn ta cũng ngạc nhiên trước hành động mất bình tĩnh của tuyết. Bản thân hắn dường như đã nhận ra mọi lỗi lầm để bắt nguồn từ hắn. Các người dừng lại được chưa? Hít một hơi thật sâu, tuyết chậm rãi nói. Mỹ, chính mày đã chối bỏ thằng bé. Vậy thì mày có tư cách gì để lên mặt với tao? Còn Lâm, chính anh là người tạo ra mọi lỗi lầm này cả hai người cả hai người đều khốn nạn như nhau lúc thằng bi ở bệnh viện nó đau ốm ngày ngày phải tiêm thuốc ăn uống khó khăn ngay cả giấc ngủ cũng không tròn thì lúc đó các người đang ở đâu bố nó thì đang săn gái mẹ nó lại đi gạ tình hai người có còn là con người không tôi đã làm gì sai mà hết lần này tới lần khác bi hiểu lầm đổ lỗi các người chuẩn bị nhận lấy hậu quả của mình đi tiết nói xong liền bỏ đi về đến nhà điều đầu tiên tuyết làm chính là ôm di ảnh của bi cô òa khóc nức nở bao nhiêu tủi nhục cay đắng theo đó mà tuôn ra về phía mỹ và lâm cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện mỹ bị nặng hơn nên phải khâu tận tám mũi lên trên mặt còn Lâm chỉ bị xây rất nhẹ. Bà Linh hay tin con trai mình bị thương thì khóc bổ lu bổ loa. Từ hôm đó trở đi, Tuyết đã dọn đến nơi khác để sinh sống. Cô muốn rời xa thành phố xô bồ này, hy vọng mảnh đất mới sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng Tuyết. Đã hơn một năm trôi qua, ông Đô bà Lậu vẫn không có tin tức gì từ Tuyết Bà Lự vì quá nhớ con mà đâm ra đổ bệnh, ốm đau triển miên. Thấy vợ như vậy ông Đô cũng không đành lòng. Tức là ông bắt xe lên thành phố, cố gắng tìm kiếm chút thông tin về con gái. Nơi ông tìm đến chính là trường đại học X. Khó khăn lắm, ông mới gặp được hiệu trưởng, sau đó hỏi về giáo viên bộ môn hoặc bạn bè của Mỹ để hỏi thăm. Rất nhanh sau đó lớp trưởng của Mỹ nhiệt tình đưa cho ông địa chỉ trọ trước đây, cô ta sống Ngồi sau lưng xe ôm, ông không ngừng cầu nguyện sẽ tìm thấy Mỹ. Trước mắt ông là căn nhà trọ gồm nhiều phòng, trông hiện đại và sạch sẽ chứ chẳng giống như ông suy nghĩ. Ông đồ nôn nóng gặp con gái nên cứ vậy đi thẳng vào trong, đang loay hoay tìm người để hỏi chuyện thì bị tiếng nói phía sau làm cho giật mình. "Này ông già, ông làm gì vậy hả?" Người đó không ai khác chính là bà Linh bà ta liếc xéo ông một cái từ trên xuống dưới dở giọng hách dịch nói ăn xin thì ra ngoài kia đi toàn là dân sinh viên đại học bảo đây là có ý gì hả ông đô ở nhà lớn tiếng quát nạn vợ con là thế nhưng đứng trước người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng có chút đành đá thì gắp nép à tôi tôi đến đây để thăm con gái chị chỉ có biết đứa nào tên là mỹ không năm nay nó mới hai mươi hai tuổi thôi Nhắc đến cái tên Mỹ, trong lòng bà ta xô lên sùng sục. À, thì ra là bố cái con quỷ cái. Ông đâu khó hiểu hỏi lại. Bà nói thế là sao? Ông không biết dạy con à? Nó dụ dỗ, dỗ con trai tôi, dẫn đến cốt thai. mở mỏng trẻo cao, nhưng không có cửa ở đâu. Tôi đuổi nó đi rồi. Bà, bà đuổi nó đi đâu? Các người, các người là đồ mất nhân tính. Đó mà có mệnh hệ gì Tôi sẽ tính sổ với bà <laughs> Nực cười Nó sinh đứa trẻ xong Thì vứt cho người ta Mà thằng cô đó cũng đoàn mệnh quá cơ Còn đứa con gái thân quý của ông Thì đi làm gái vũ trường cái kia Nghe đầu Bị vợ người ta vây đánh Rồi rạch mặt trốn chùi trốn nhủi Như con chó đó <laughs> Tốt đẹp lắm cơ Ông đồ như ổ cả hai tay những lời này đúng hay sai ông cũng không rõ ông không tiếp nhận nổi những thông tin mà bà linh liên tục chuyển tới cô học ông nghẹn đắng dù thế nào ông cũng vẫn muốn tìm cho ra mỹ tự thân ông phải kiểm chứng đêm hôm đó ông đô phải thuê nhà nghỉ để ở lại vừa lạ chỗ lại băn khoăn những chuyện mà bà linh nói nên ông không tài nào ngủ được cứ vậy trằn trọc mãi cũng đến sáng ông lại tất bật xách ba lô lên đi. Ông tìm đến những dãy nhà trọ gần đấy để hỏi. Tấm ảnh của Mỹ trong tay đã ướt đẫm vì mồ hôi. Lúc ông đang ngồi nghỉ ở gốc cây bên đường, thì chú xe ôm tốt bụng tiến lại hỏi. Nè anh, anh tìm người thân à? Mấy hôm nay tôi thấy anh cứ lòng vòng quanh đây suốt. ngồi xuống đây uống miếng nước, chỗ đỡ khát đã. Ông Đô cũng không giấu giếm, đưa tấm ảnh ra trước mặt người xe ôm, chậm rãi nói à, Anh có thấy con bé nào Giống như thế này không Nó tên Mỹ Là nó có vài câu Mà bỏ đi biệt tích Vợ chồng tôi cũng khổ tâm lắm Bác Tài nhìn bức ảnh một hồi Sau đó mới ngờ ngỡ đáp À con bé này Tôi thấy quen lắm Để tôi nhớ lại xem nào À đúng rồi Cuối hẻm này có dãy trọ Lâu lâu tôi thấy con bé giống như thế này đi ra Nhưng mà Trông con bé đấy có vẻ trải đời lắm. Anh hỏi thử xem, có phải con gái mình không? Ông Đô như được tiếp thêm sức mạnh, vội vã cảm ơn, rồi nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ. Ông đang cố gắng tìm kiếm, thì vô tình đụng phải người đi đối diện. Người đó vì mải nhìn điện thoại, nên cũng không chú ý. Cú và quá mạnh, khiến cả hai đều ngã nhào ra đằng sau. Mỹ bột miệng chửi tục. Mẹ kiếp, Ông bị đuôi hả ông già Cô ta vừa chửi Vừa phổi bụi trên người Sau cô ngã Đầu ông đô đập mạnh xuống nền đá Dù đau nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy Mỹ Mày phải không Cô ta giật thoát tim Rõ ràng từ lúc rời khỏi bệnh viện Đến nay đã 3 tháng Cô ta đổi tên thành miên Hôm nay bị gọi thẳng tên Khiến cô ta có chút ngạc nhiên giờ mỹ mới nhìn rõ thì thấy ông đô cô ta ấp ống ừ, bố ông đô không nói không rằng tát cho cô một cái thật đau ông trách mắng bật thiếu mày chết bầm ở đâu vậy hả vì bị đánh mạnh nên chiếc khẩu trang cũng theo đó mà rơi xuống ông đô quan sát kỹ thì đúng là trên mặt mỹ có một vết sẹo dài giọng ông run run mặt bầy về những gì Người đàn bà đó nói là sự thật. Đúng không Mỹ? Cô ta cố gắng dùng tay che đi vết sẹo xấu xí trên mặt. Dù đánh bao nhiêu lớp nền cũng không thể làm mở nó. Bố mà kệ tôi đi. Bố về đi. Mẹ mày. Vì mày mà đổ bệnh. Về đi. Về mà thăm mẹ mày. Mỹ cười chua chát. không đợi nào. Chẳng phải ông đuổi tôi đi rồi sao? Chính ông nó từ mặt tôi rồi mà đi về mày cấm cãi còn nữa đứa bé đó đâu rồi người ta nói mày làm gái có phải vậy không mỹ đúng tôi làm gái đấy thì sao đứa bé đó tôi mang nó đi cho rồi nội không cần ngoại thì không cần phải tôi giữ lại nó làm gì ông đồ tức quá định xuống tay đánh mỹ tiếp nhưng cô ta đã kịp giữ tay Ông bỏ cái tối gia trưởng đó đi. Ông luôn miệng nói muốn chúng tôi thế này, bắt chúng tôi thế nọ. Tất cả đều phải theo ý ông. Nhưng ông có biết tôi hay thằng Hiếu cảm thấy thế nào không? Mệt mỏi và áp lực. Đó là những gì chúng tôi cảm nhận. Chính ông quá khắt khe với tôi nên tôi mới thành ra như vậy đấy. Tất cả là tại ông. Mẹ nói với người sinh ra mày như thế à? Tao có điên. mới vác sắc lên đây tìm mày. Sau này mày sống chết ra sao, sao Tao cũng mặc kệ Tao cũng không khiến ông tìm tôi Mỹ nói xong liền quay người đi Ông Đô vừa giận vừa đau lòng Nhưng bản thân ông vẫn chưa nhận ra Những gì ông làm trước đây là sai trái Rồi ông cứ vậy bước đi Ông quyết định bắt xe về quê Trong ngày hôm đó Đứa con đó ông không dạy nổi Chiếc ba lô đèn cũ kỹ vẫn nằm gọn trên lưng. Cả tháng nay ông lặn lội trên thành phố, không khí trên đó vừa ồn ào lại khó chịu. Bước xuống xe, điều ông thấy dễ chịu nhất chính là mùi quê hương đồng nội. Xe dừng lại ở ngoài đường lộ nên phải đi bộ tầm một km nữa mới vào đến nhà. Ở đây, tụi đầu đường xó chợ vẫn tụ tập, ăn chơi, nhậu nhẹt, có men trong người là chúng lại hò hét nhau đua xe bốc đầu. Ông đồ mệt rồi, nên giả bước thật nhanh để mau chóng về nhà. Bỗng nhiên đầu ông choáng váng, âm thanh của tiếng xe đổ nẹt bô khiến ông khó chịu. Đầu càng lúc càng ong ong. Dù ông đã cố gắng đứng nép vào ven đường để cho đoàn báo đợi đi qua, nhưng xui rủi thế nào, một tên vì quá say mà lao vào ông khiến ông té ngã mà đập đầu vào phiến đá ven đường, máu me không ngừng chảy ra. Chiếc xe của tên đó đổ dầm xuống rồi kéo lê ra một đoạn dài, âm thanh vô cùng chói tai. Bọn chúng vì quá hoảng sợ mà tỉnh luôn cả rượu. Người dân thấy tiếng động lớn thì nhanh chóng chạy ra xem. Họ tã hỏa khi thấy ông Đô nằm kê lên phiến đá, máu mè bề bết, phần đầu bị chịu va đập mạnh mà nứt ra. Ở đây không ai là không biết ông Đô, người đàn ông suốt đời cẩn mẫn, chịu thương chịu khó, nhưng đối với gia đình lại vô cùng nghiêm khắc Ông Quảng đi đám về Thấy mọi người bu đen ở đường Thì dừng lại hỏi chuyện Này Có chuyện gì mà kéo nhau xem đồng thế Làm thịt bò đấy à Bà Hoa chủ quán nước Con mẹ đáp Bỏ bê gì Lão đồ bị đám thằng Mão Tông chết rồi kìa Rõ kia. khổ Ông Quảng không rõ liền hỏi lại bà, bà 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 từ từ đã Bà bà nói là ai chết thì ông đố bà lậu chứ ai Người ta đắp chiếu rồi Cả tháng này Tôi chẳng thấy lão đâu Vậy mà Thế mới nói Bảo ông mau chạy sang nhạc gọi bà lậu ra nhận xác chồng đi Ông ta gật gật rồi Phi luôn con xe về phía nhà bà lậu Đến nhà nhưng thấy Cổng khóa Ông định vòng xe ra đồng tìm Thì vừa hay bà lậu về đến trên tay bà cầm thêm rổ rau, bà Lậu hòa nhã chào hỏi. Ở bác Quảng đấy à Bác tìm ông Đô hả à? Không tôi tìm bà Có chuyện gì hả bác Ông Quảng chật cứng miệng Đắn đo không biết mở lời như thế nào Ờ thì là ờ... Sao thế bác Có chuyện gì mà bác khó nói thế Ờ thì ông Đô Ờ ông ấy bị Dẹt tổng chết ở đầu làng rồi Bà Lựu chợt nhói lòng Sau đó cười gượng đáp bác đùa à? Chồng tôi lên Hà Nội thăm con Mỹ, làm sao có chuyện đó? Tôi làm sao dám đùa nhà chị cái chuyện này? Ông Quảng vừa dứt câu thì xe cấp cứu đã về đến nơi. Kéo theo sau là người trong thôn. Bà lộ ngã ngửa, đến khóc cũng không khóc nổi. Giờ đây, trước mắt bà chỉ là một màn đêm đen tăm tối. đám tang ông đô nhanh chóng được diễn ra ai nấy đều tiếc thương cho số phận ngắn ngủi này thằng hiếu đau lòng lắm nhưng nó không cho phép bản thân được gục ngã bởi từ bây giờ nó là trụ cột của gia đình là chỗ dựa tinh thần cho mẹ ai ai cũng thắc mắc tại sao cái mỹ không về họ trách mỹ bất hiếu vậy là những chuyện xảy ra trước giờ không ai hay biết từ lúc có sẻo trên mặt mỹ rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm Cùng lắm cô ta chỉ có thể làm việc chân tay, công việc bây giờ có thể nuôi sống Mỹ là quét dọn rác. Nhưng nó khá vất vả. Có lần cô ta đang quét rác thì bị ba bốn đứa con gái ném thẳng rác vào người. Cô ta lúc đó tức lắm, định lên tiếng quát tháo nhưng nhìn lại mới thấy đám chúng nó từng là bạn học của mình. Để không bị chúng nó cười chê, Mỹ chỉ có thể cúi gằm mặt chịu đựng. Xong việc lúc nào cơ thể Mỹ cũng rụng rời, nhức mỏi, cơ thể thì hôi hám. À nhìn mình trong người mà phát chán. Cứ mỗi buổi tối sau khi làm xong, Mỹ lại ra quán hủ tiếu đầu hẻm để ăn lót dạ. Chị chủ quán thấy cô cũng thương tình, nhiều lúc còn kéo ghế sang để nói chuyện. Hai chị em cũng vì thế mà thân quen. Hôm nay cũng như thường lệ, Mỹ tắm rửa xong rồi lại ghé cái xe hủ tiếu nhà chị nữ. Cô ngáp ngắn ngáp dài, gọi món, như thường lệ nha chị nữ. Ok, có ngay. Chớp nhoáng chị nữ đã bê trên tay tô hủ tiếu nóng hôi hổi. Vì vắng khách nên chị cũng ngồi lại bắt chuyện với Mỹ. Thế nào? Công việc có ổn không? Chị thấy mày uể oải lắm cơ. Không ổn lắm. Làm nghề này thế mà cực trẻ. y à? ẩm hết cả người. Ừ, ngày nào cũng vậy mà em. À mà này, chỗ bạn chỉ đang tuyển nhân viên dọn dẹp theo giờ đấy cụ thể thế nào hả chị thì là nôm nào là dịch vụ lau dọn nhà cho người ta ấy việc cũng nhẹ nhàng hơn mà chúng gia đình giàu có có khi còn được thưởng thêm làm theo giờ thôi ồ thế hả chị vậy chị cho em số chị ấy để em liên hệ thử xem sao ừ lát tí chị cho cứ như vậy mỹ thành công có được công việc mới đêm hôm đó mỹ đang ngủ bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ trước mặt Mỹ là cánh đồng quê trổ đầy lúa chín. Quá lâu rồi Mỹ chưa được thưởng thức mùi vị quê hương, nhưng cảm giác dễ chịu đó nhanh chóng, tan biến, thay vào đó là sự trói trang đến khó chịu. Mỹ cố gắng mở mắt thật to để nhìn thấy mọi thứ. Rồi cô ta loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông vừa cao lại vừa gầy. Trên vai vẫn mang cái ba lô cũ mềm, đang bước từng bước chậm chậm, về phía cổng làng mỹ nhận ra đó là bố của mình cái dáng vẻ đó khiến mỹ không thể rời mắt nơi lồng ngực của ả à bắt đầu nhói lên từng cơn mỹ khó nhọc gọi bố bố ơi ông đô bỗng dừng chân từ từ quay đầu lại phía mỹ mỉm cười dáng vẻ này không giống ngày thường không phải là người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ mặt căng thẳng ông mỉm cười rồi một nụ cười khiến Mỹ ấm lòng. Nhưng trong tích tắc, mọi thứ như một cuốn phim tùa nhanh. Từ đâu ba bốn chiếc xe lào vùn vút tới khiến Mỹ sợ hãi bỏ chạy. Ông Đồ vẫn đứng đó, dõi theo cô nhưng đôi chân không nhúc nhích. Mỹ lo lắng, muốn kéo tay ông đi nhưng không được. Cô ta có làm cách nào cũng không thể nắm được tay bố mình. Và rồi chiếc xe nào đó bất thình lình đâm sầm vào ông khiến ông ngã xuống máu me bắn lên cả người mỹ lúc này cô ta mới kinh hãi hét lên không mỹ bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng người cô ta nhễ nhại mồ hôi chúng ngực vẫn đập lên loạn xạ giấc mơ đó quá đỗi chân thực mỹ bắt đầu thấy lo lắng liệu ông đô có gặp chuyện gì hay không cả đêm hôm đó mỹ không tài nào ngủ được à, trằn chọc mãi cầu mong đến sáng để bắt xe về nhà. Dù muốn hay không, Mỹ vẫn phải về đó. Điều cô ta muốn thấy nhất chính là ông Đô, bà Lự và cả thằng Hiếu đều đang sống tốt. Vậy là Mỹ mãn nguyện rồi. Ngày hôm sau, Mỹ đã tất bật bắt xe về quê. Mỹ thong thả đi bộ về phía cổng làng. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như ai đó nhìn vào Mỹ chằm chằm Cô ta vội quay mặt lại nhìn nhưng không thấy ai. Cô ta nhớ lại giấc mơ đêm qua thì chợt dùng mình. Đây chính xác là đoạn đường ông Đô đứng. Mỹ đang cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là mơ thì đúng lúc đó gặp đám học trò đi học về. Nhìn chúng nó chắc cũng chạc tuổi Hiếu. Một đứa trong đám reo lên. Hiếu, anh như là chị Mỹ mày kia. Đứa khác cũng hùa theo. Chị nó đấy, lâu rồi mới gặp lại. Thằng Hiếu cười gượng rồi bảo với đám bạn. Chúng mày về trước đi. Ở thế tụi tao về trước nha. Chiều tối, nhớ sang nhà tao ôn bài nhé Nói xong cả đám liền kéo nhau đi. Thằng Hiếu thấy bạn đi khuất thì liền đi nhanh. Nó không muốn gặp Mỹ. Cô ta nãy giờ nghe thấy tất cả nhưng thái độ của thằng Hiếu là sao đây? Là nó đang cố tình chôn tranh Mỹ hay sao? Hiếu, đợi chị với. Thằng Hiếu càng nghe tiếng gọi, nó càng bước nhanh hơn. Mỹ khó nhọc lắm mới đuổi được theo nó. Ok, cái thằng này, đợi chị với. Mỹ nắm được vai nó kéo lại, cô ta trách. Cái thằng, bị bị làm sao vậy hả? Sao thế chị lại bỏ chạy? Nó vùng vằng gỡ tay Mỹ ra, giọng lạnh nhạt đáp. Chị còn về đây làm gì? Mỹ cốc lên đầu nó một cái. Ở okay, cái thằng này, nhớ nhà thì về không được à? Thằng Hiếu không đáp cũng chẳng bận tâm, nó một mực chạy nhanh về nhà. Bỏ lại Mỹ đứng đó kêu gọi. Hiếu, Hiếu, thằng này bị gì vậy nhỉ? Cô ta cứ vậy, bước đi theo em. Còn thằng Hiếu nó cứ chạy, chạy mãi, ra đến khu nghĩa địa của làng. Mỹ khó hiểu hỏi nó. Ô, mày ra đi làm gì vậy Hiếu? Trời nắng bò mẹ ra. Thằng Hiếu im lặng không đáp, bước chân càng lúc càng chậm lại cho tới lúc nó dừng lại trước ngôi mộ đất mới dựng nó tức giận nhìn về phía mỹ chị thấy gì đây không thấy gì không chị mỹ mỹ hơi run nhưng cũng rất khó hiểu vội hỏi lại nó cái thằng khùng này mình ngẩn hả sao lại đưa tao ra đây mà một ai đây hả hiếu hiếu quẹt nước mắt xoay nhẹ người mỹ để cô ta đọc rõ từng chữ được khắc trên bia mộ. Lê Hữu Đô Hiếu Chị, Chuyện này Chuyện này là sao Còn sao nữa Bố vị đi tìm chị Mới bị người ta tông chết Cả tháng trời Bố lặn lội một mình lên thành phố để kiếm chị đấy chị biết không Em Em còn nhớ Cái lúc người ta đưa bố về Người bố ôm đi nhiều lắm Chắc là lên đó lạ nước lạ cái lại lo lắng không tìm được chị nên mới ăn uống kham khổ cả người vì vậy mà gầy đi tại sao tại sao chị lại bỏ đi tất cả là tại chị tại chị hết đổ xấu xa đồ tệ bạc giờ phút này cô ta cũng đau lòng lắm vậy là giấc mơ đó là thật bố cô ta mất cũng là thật mỹ đau đớn ngã quỵ xuống đất cô ta chỉ thẳng vào bia mộ của ông đô mà mắng Tại sao vậy? Sao lại chết? Ai bảo ông đi tìm tôi làm gì? Ông đuổi tôi mà. Ông muốn từ mặt tôi mà. Thằng Hiếu không nhịn được, liền đẩy chị nó ra. Chị thôi đi. Tại chị không nghe lại bố mẹ, nên mới ra nông nỗi này. Sao bây giờ lại trách bố? Chị không có tư cách đó. Hai chị em cứ đứng giữa trưa nắng mà khóc. Bà Lựu từ hôm chồng mất cũng phờ phạc đi nhiều. Đến trưa rồi mà thằng Hiếu vẫn chưa về, bà Lựu lại lo lắng, cứ đi đi lại lại trong nhà. Lúc này đám lợn trong chuồng cũng réo lên vì đói, thế là bà lại tất bật chạy ra cho chúng nó ăn. Vừa hay thì thằng Hiếu về đến, trên người nó lấm lem đất cát, bà lo lắng hỏi con. Hiếu, sao bây giờ con mới về? Sao người ngợm lại bẩn thế kia? Đừng có nói với mẹ là mày đánh nhau đấy nha. Thằng Hiếu không đáp lời mẹ. Nó quay mắt ra phía bụi tre trước nhà nó lớn. Vào đi chứ. Chị còn thập thò gì ở đó. Bà Lựu khó hiểu hỏi nó. Nói gì vậy Hiếu? Ai thập thò? Mẹ. Tiếng mẹ vừa phát ra liền bị chặn lại ở cổ họng. Quá lâu rồi Mỹ mới gọi mẹ một tiếng thân thương như thế còn bà Lựu, nơi ngực trái bỗng nhó lên một nhịp. Bà xoa mắt để nhìn cho thật rõ đứa con gái đứng trước mặt mình. Cứ ngỡ bà Lựu sẽ chạy lại ôm lấy Mỹ vào lòng. Nhưng không, thái độ của bà cực kỳ khác trước đây. Bà nhìn Mỹ với cặp mắt đầy phẫn nộ. Bà run người mắng. Mày, mày đi đi. Ai, ai khiến mày về đây? Mỹ quỳ sụp xuống, chân bà để cúi đầu hối lỗi. Mẹ ơi, con sai rồi, con, mày cầm miệng. Tao không có đứa con nào đổ đốn như mày. Tao hối hận lắm, mày ý à? Hối hận, vì ngày đó buộc bố mày lên thành phố để tìm gặp mày. Vậy mà, vậy mà chính tao, chính tao đã đẩy ông ấy vào con đường chết. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế tất cả đều là lỗi của con con xin lỗi xin lỗi thì sao biết lỗi thì sao bố mẹ có sống lại được không thằng hiếu sợ mẹ kích động liền chạy lại an ủi bà mẹ mẹ bình tĩnh dù sao chị mỹ cũng về rồi mà mẹ làm sao mà mẹ bình tĩnh lại được đấy hiếu con mau đuổi cái thứ nghiệt chủng đó đi cho mẹ nhanh đi cả đội này mẹ không bao giờ tha thứ cho nó mỹ thật không ngờ trước hay sau mọi người trong gia đình này đều không chào đón mình cô ta ngửa mặt lên trời mỉm cười chua chát. nghĩa trung bà gọi tôi là gì cơ là nghĩa trung ư sau tất cả các người lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi tôi đáng ghét đến vậy sao chỉ thôi đi mẹ đang mất bình tĩnh mày để cho tao nói từ nhỏ đến lớn bà chỉ biết nghe lời chồng thôi dù ông ấy có tí nào bà cũng đứng về phía chồng mình vậy bà coi tôi là cái gì đây cái lúc tôi ngủ quên bị muộn học vậy mà bị ông ấy đánh cho đến ngất tôi cầu xin bà nói đỡ giúp tôi nhưng không bà không ngăn lấy nửa lời bà bảo là đánh cho nó chửa đi. Mỗi việc học cũng không xong. Lúc tôi 7 tuổi, đi học đói lạ cả người. Vô tình lấy tiền trong túi áo của bà để mua bánh. Có 500 đồng thôi. 500 đồng thôi mà. Trong khi đó, bạn bè tôi, chúng nó sáng nào cũng được bố mẹ cho đến 3-4 ngàn để ăn sáng. Còn tôi thì sao? Dậy sớm thì ăn cơm nguội còn không thể nhịn đói Cây bánh lúc đó Nó cứu tôi khỏi cơn đói Vậy mà Để hôm đó tôi bị đánh Mà lúc đó bà làm gì Bà ở đó đúc thúc để bố đánh tôi Ông bà chưa bao giờ nghe tôi giải thích Tôi trong mắt các người là đứa tồi tệ Bà là mẹ thế sao Tôi thật là xui xẻo Khi đầu thai vào cái nhà này đấy Bà biết không mỹ vừa dứt câu liền ăn ngay cái tát trời dáng của bà Lậu. bà đỏ mặt trách mắng mày đi 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 tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày được tôi đi tôi cũng không muốn quay về đây thêm lần nào nữa đâu mỹ nói xong liền quay người bỏ đi thằng hiếu chạy theo níu lại chị mỹ khoan đã về rồi thì đập cho bố nén nhàng đã chứ. Bà lộ quát lớn: "Thằng hiếu, mày để cho nó đi!" Mỹ tức giận giật tay ra khỏi em, cô ta gắt: "Buông ra! Việc gì tao phải thấp Ông ta ở dưới đó, chắc chắn không muốn ta làm vậy đâu. Tao chỉ là nỗi nhục của cái gia đình này mà. Vĩnh biệt!" Thằng hiếu bất lực buông tay. Gia đình nó tại sao lại ra nông nỗi này? Không ai chịu thấu hiểu ai ai cũng cho mình là đúng gia đình bốn người cũng vì đó mà tan nát hiếu quay lại nhìn bà lựu giờ đây bà có đang tự dằn vặt bản thân hay không có thật là bà đang rất oán hận mỹ hay không mỹ ngồi ở đầu ngõ đợi xe bà hòa bán nước nhìn thấy dáng người quen quen thì định tiến lại hỏi chuyện mỹ vội tránh mặt kéo cao cái khẩu trang để bà không nhận được ra mình mỹ phải không là mỹ quân ông đô bà lự phải không không phải bác nhận nhầm người rồi thời gian ở trên thành phố lâu ngày nên mỹ cũng nói được tiếng hà nội chính vì thế mà bà hòa rất khó để nhận ra ờ à, thế à chắc là bác nhìn lầm thì cháu giống con bé ấy quá vâng xe đến rồi cháu chào bác cả ngày nay mỹ chưa có gì bỏ bụng đi xe vừa mệt vừa đói khiến ả thiếp đi lúc nào không hay trong cơn mê mỹ nhìn thấy vong hồn ông đô một lần nữa hiện ra cả người ông vặn vẹo khớp xương kêu lên răng rắc ngay phần đầu máu không ngừng tuôn ra ông đô đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào mỹ giọng nói ồm ồm cất lên bật hiếu về nhà về nhà đi ông đô vừa nói vừa với cánh tay xương sầu của mình về phía Mỹ như muốn lôi cô ả đi. Mỹ sợ hãi cố gắng đưa mình ra khỏi cơn ác mộng kia. Cô ta lắc đầu ngoảy ngoảy, miệng lắp bắp van xin. Không, không, đừng mà, ta cho con, đừng mà. Bố còn điện, cổ trên xe mà la hét như bị ai chọc tiết vậy. Đúng đấy, bác Tài ơi, đuổi cô ta xuống đây, là hét bố ai chịu được mỹ giật mình khỏi cơn mê xung quanh ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ khi nhìn vào mình duy chỉ có bà lão bên cạnh lại cầm tay cô an ủi ác mộng ạ à. mỹ theo phản xạ cứ thế mà gật đầu bà lão không nói không rằng trực tiếp đeo lên cổ cô à một sợi dây chuyền mặt phật bà nhìn mỹ cười hiền sau này dù làm gì cũng phải nên suy nghĩ trước sau kéo lại rước họa vào thân. Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng tài xế vang lên cắt ngang cuộc hội thoại khó hiểu. Bà ơi, đến nơi rồi. Trước khi đi, bà cụ nhìn Mỹ với vẻ gì đó không hài lòng. Bà vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay Mỹ rồi đeo ba lô bước xuống xe. Mỹ trên này vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù không quen mang mấy loại dây chuyền này, nhưng lạ thay từ lúc đeo cái vòng này vào tay mỹ cảm giác bản thân vô cùng thanh thản hình như là mọi gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà tan biến đến gần xế chiều mỹ mới lầm lũi trở về phòng trọ tắm rửa xong xuôi thì mặt trời cũng tắt hẳn cô ta lại lội bộ ra đầu ngõ để ăn hủ tiếu sau khi nói chuyện với chị nữ đôi ba câu thì xin phép đi về vì ngày mai mỹ sẽ có công việc mới cô ta cũng hy vọng mọi nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng. 7 giờ sáng, Mỹ đã có mặt tại văn phòng dịch vụ. Sau khi trao đổi công việc, chị quản lý đã đưa cho cô một địa chỉ dọn dẹp đầu tiên, chính là nhà bà tỉnh. Một cụ bà 70 tuổi, sống một mình tại căn chung cư. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết, Mỹ tự tin ấn chuông. Phải mất một lúc sau bà tỉnh mới ra mở cửa, Chào cô Cô ở bên dịch vụ dọn nhà đúng không Mỹ cười gượng gật đầu Dạ vâng Vậy cháu bắt đầu luôn bà nhé Bà cụ đon đả mở rộng cửa Để Mỹ bước vào Cũng khá lâu rồi nhà bà không có khách Nếu là lúc trước Bà tình sẽ một mình dọn dẹp mọi thứ trong nhà Nhưng thời gian gần đây Xương khớp bà có vấn đề Đi lại cũng khó khăn Nên đành phải nhờ đến dịch vụ Bà cụ ngồi ở sofa cẩn thận quan sát từng động tác của Mỹ. Bà rất ưng ý, đồ đạc trong nhà thoáng chốc đã gọn gàng ngăn nắp. Bà chủ động bắt chuyện. Thế cô người ở đâu? Đã có gia đình gì chưa? Mỹ cũng không do dự liền đáp. Giả cháu ở quê lên đây làm việc, cũng chưa có gia đình bà. Ờ, à, thế à? Tôi thấy cô làm việc có tầm lắm. Sau này cứ đến đây dọn thường xuyên nhá dạ vấn đề này là bên quản lý cháu sắp xếp ạ à? xong việc rồi chào bà cháu đi mỹ nói xong liền dọn đồ chuẩn bị rời đi lúc ra đến cửa bà cụ còn lật đật chạy lại gọi ok kìa khoản đã ờ bà còn chuyện gì nữa ạ à? này cầm lấy mang về nhà mà ăn bà tình vừa nói vừa dúi vào trong tay mỹ nải chuối chín vàng ống. cháu xin ạ à? ờ thôi về đi nếu rảnh cứ đến đây mà chơi không phải ngại đâu những ngày sau đó mỹ cách hai ba hôm lại đến dọn dẹp cho nhà bà cụ một lần bà tình cũng rất mến mỹ cái gì ngon cũng để dành cho à. một tháng sau đêm nay mỹ đang ngủ bỗng cảm giác như ai đó nhìn mình chằm chằm cô ta mở mắt thì lại chẳng thấy ai trời mùa hè đột nhiên lại trở lạnh dù đắp kín chăn vẫn không thấy ấm Mỹ cố dỗ mình ngủ lại, nhưng tiếng nước trong phòng tắm nhỏ giọt mà không có nguyên do. Rồi ở đâu, có hai ba con mèo rượt đuổi cắn xé nhau trên mái tôn, tạo ra những âm thanh thè thé. Tất cả hòa chung lại, khiến ai nghe thấy đều phải sợn gai ốc. Mỹ ngồi bật dậy bật đèn cho sáng, sau đó đi nhanh vào phòng tắm để khóa lại vòi nước cô ta dù có xoay cách nào thì nước vẫn chảy ra nhỏ giọt mỹ bất lực cô ta định dùng bọc ni lông quấn lại đợi đến sáng mai nhờ người tới sửa nhưng khi nhìn lại cô ta kinh hãi ngã ngờ ra trên sàn vương vãi toàn là máu ngay miệng vòi máu từ đó chảy ra như xối không cái gì thế này một loạt âm thanh liên tiếp hiện hữu trong đầu mỹ tiếng bố nện xuống nền nhà tiếng la hét cầu xin tất cả như đang cố thay nhau nhồi nhét vào tai mỹ cô ta không chịu được liền ôm đầu la hét không đau đầu quá mỹ có bỏ ra khỏi phòng tắm vậy mà đôi chân ả à như bị thứ gì đó níu lại mỹ cảm nhận phần da ở bàn chân bị thứ gì đó găm vào đau nhức trong cơn mê ả à nhìn rõ hai cái bóng trắng dần dần hiện ra không ai khác chính là nạn nhân đã bị Mỹ sát hại. Tiếng bà cụ tính lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng lại. Trả mạng cho tao. <laughs> Trả mạng đây. Vong hồn bà tính uốn éo, trước đầu nhẽo nhão lẫn cả thịt và óc. Bà ta với tay bóc lấy một nắm bầy nhảy trong đầu rồi đưa về phía Mỹ. Ăn đi, ngon lắm ăn đi <laughs> vong còn lại chính là của cụ dung bà cụ mò mẫm về phía mỹ đưa đôi tay lạnh ngắt giữ chặt đầu ả à. bà theo thào hơi thở của bà phả ra mùi hôi thối khiến mỹ phải nôn ọe mắt tao đâu rồi mày làm hư bắt tao rồi trả mạng cho tao trả cho tao đi mày phải chết mỹ sợ hãi van xin cô ta run rẩy mở miệng à, hai bà hai bà ta cho con con sai rồi con sai rồi con có muốn chết hai vong hồn bà cụ nhìn nhau cười khoái chí họ gần giọng mắng nhiếc bộ rắn độc đồ tham lam tại sao tại sao mày giết bọn tao mày phải chết trong lúc đứng trước cửa tử mỹ biết bản thân không thể thoát tội giờ đây cô ta mới bắt đầu thấy hối hận về những gì bản thân đã gây ra cô ta oán hận ông trời đối xử bất công với mình ngay một chút ưu ái cũng không dành cho à đôi tay bà cụ năm vẫn bóp chặt lấy cổ mỹ cô ta buông xuôi chấp nhận bị quả báo trừng trị thì tiếng gà nhà hàng xóm bất chợt vang lên hai vong hồn nghe thấy liền sợ hãi buông tay rồi nhanh chóng tan biến ả à, thoát khỏi hai bóng ma thì run rẩy mỹ đau đớn nhớ lại những chuyện trước đây xảy ra mười tháng trước hôm đó trong lúc đi làm về mỹ vô tình nhìn thấy đứa bạn áo quần lượt là đang khoác vai với người đàn ông đứng tuổi thì ngạc nhiên nhưng rồi cô ta lại dấy lên lòng ghen tị mỹ nhìn lại mình đôi bàn tay chai sạn, thô ráp vì tiếp xúc với hóa chất đưa lên vết sẹo trên mặt. Nếu không vì nó thì có lẽ cô ta bây giờ đã được bên cạnh đại gia, sống một cuộc sống trong nhung lụa chứ đâu phải cực khổ như thế này. Mình không thể chôn vùi thanh xuân ở đây mãi được. Mỹ dặn lòng, cố gắng làm việc, tích cóp được số tiền kha khá để phẫu thuật xóa sẹo. Hôm nay vẫn như thường lệ, Mỹ có lịch đến dọn dẹp nhà bà tình. Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, Mỹ vô tình nhìn thấy chiếc hộp gỗ đặt dưới chân giường. Bà cụ hôm nay có lịch hẹn tái khám ở bệnh viện nên chưa thể về ngay được. Mỹ tò mò mở khóa nhưng không thể. À vội dùng chiếc kẹp nhỏ trên tóc đặt vào ổ khóa, xoay chuyển một lúc là đã có thể mở được khóa. Cô ta thầm đắc chí với tài mọn của mình. Mỹ hồi hộp ngó trước ngó sau, rồi mới từ từ chậm rãi lật mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong khiến Mỹ loa mắt, cô ta run rẩy lẩm bẩm. Vàng, là vàng ư? Nhiều thế, từ nhỏ đến giờ, mình chưa thấy vàng nhiều thế này. Bà già đó cũng nhiều của ra phết. Cô ta thấy vàng thì sáng mắt, nhưng cũng không thể manh động. Mỹ vội đặt chiếc hộp lại chỗ cũ, sau đó vẫn tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau bà cụ về tới thì thấy Mỹ vẫn còn ở lại. Bà vui vẻ nói Sao xong việc rồi mà còn chưa về? À, dạ cháu, cháu đợi bà về. Thế tình hình sức khỏe của bà thế nào rồi? Tốt lắm. Bác sĩ bảo uống thuốc đều đặn là chỉ số đường trong máu sẽ mà ở mức ổn định. Vâng, thế bà uống nước đi, cháu về đây. Khi nào có lịch cháu lại ghé. Cả đêm hôm đó, mỹ không tài nào ngủ được số vàng của bà tình như thúc giục lòng tham của mỹ cô ta trần chọc một lúc nửa muốn hành động nửa lại không bởi dù sao bà tình cũng là người tốt lúc cô ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỏ qua chuyện ăn cắp vàng thì vết xẻo trên mặt bỗng dưng nổi ngứa ngoài trời cũng bắt đầu mưa to mỗi lần như thế mỹ lại khó chịu cũng chính điều này một lần nữa khiến con quỷ tham lam trong Mỹ bùng lên mạnh mẽ. Việt xẻo đáng ghét, mày cũng muốn chống đối lại tao sao? Cô ta bắt đầu lên kế hoạch, làm sao đó để từng bước đi phải thật hoàn hảo. Thắng ăn cả, ngã về không. Ngay buổi sáng hôm đó, Mỹ lại đến nhà bà tỉnh. Cũng may trước đây, Mỹ chỉ đến nhà bà tỉnh mỗi lúc có lịch dọn dẹp, còn ngoài giờ làm thì chưa bao giờ đặt chân đến. Lần này cô ta không mặc đồng phục đi làm nữa. Trang điểm thật đẹp, đội tóc giả, đeo khẩu trang, ăn mặc gọn gàng lịch sự, đứng trước cửa căn nhà quen thuộc. Cô ta chưa kịp ấn chuông, thì cửa đã bật mở. Bà tình thấy người lạ thì hơi giật mình. Bà nhớ mất hỏi. Cô là... Mỹ cầm tay bà cụ dẫn vào nhà. Cô ta mỉm cười đon đả. Bà không nhận ra cháu à? Sống nói này rất Xong là cháu chứ ai mỹ tháo khẩu trang đây là lần đầu tiên bà cụ thấy mặt mỹ gương mặt này nếu không có sẹo thì hẳn là rất xinh đẹp bà khá ngạc nhiên với lần gặp gỡ này ờ à, trông trông lạ quá bà không quen dạ thường ngày không đi làm cháu cũng vậy mà bà đã ăn uống gì chưa để cháu vào trong nấu gì đó rồi bà cho mình cùng ăn nhé bà cụ gật đầu hài lòng bà còn tấm tắc khen Người nào mà lấy được cháu là phúc lắm đấy. Ai mà lấy người xấu xí như cháu chứ? Bảy, xấu là xấu thế nào? Mà giới trẻ bây giờ thực dụng quá. Nhàn sắc lúc nào cũng quan trọng, chứ chẳng như hồi xưa. Vâng, cháu xong rồi, bạn luôn cho nóng nhé. Trong lúc bà cụ ông Dung thổi nguội bát cháo, thì Mỹ xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc cô ta đi ra, thì thấy bà cụ đã ngủ gật trên ghế, mỹ mỉm cười đắc chí cô ta để chắc chắn rằng bà cụ đã ngấm thuốc ngủ liền đến bên cạnh lay lay bà nhỏ nhẹ gọi bà ơi bà ngủ rồi ạ à? mãi chẳng có động tĩnh gì mỹ liền bắt đầu hành động cô ả đeo găng tay từ từ tiến lại phòng ngủ khi mỹ mở hộp ra tham lam lấy toàn bộ vàng bỏ vào túi sách cô ta lấy xong liền đặt chiếc hộp là vào lại vị trí cũ định quay người rời đi thì bà cụ tính đã đứng lồ lồ sau lưng từ lúc nào... Ả à, kinh ngạc... Sao... sao, sao bà... Chẳng phải... bà đã ngủ rồi sao? Bà cụ tính tức máu quát... Đồ ăn cắp... Tại sao... Mày lại làm vậy với tao? một trả nó lại cho tao? Hôm trước... Lúc tao về nhà... Nhưng vẫn thấy mày ở đó... Thì tao đã nghi ngờ rồi... Và lại chiếc hộp gỗ lúc nào tôi cũng đặt đúng vị trí bởi bên dưới tao đã đánh dấu nếu nó bị lệch đi thì chắc chắn có kẻ tác động vào ban đầu tao cũng nghĩ chắc là con chuột hoặc trong lúc mày dọn dẹp đã chạm phải nên khiến nó lệch vị trí ai mà có ngờ hôm nay tự nhiên mày lại tìm đến trước đây tao có mời mọc thế nào mày cũng chẳng thèm đến chơi vậy ý đồ hôm nay là gì đây áo quần tóc tai quá đối khác biệt Bởi mày đã lên kế hoạch để ăn cắp vàng của tao Chẳng phải bà đã ăn Tỏ quyết dậy Có móng tay nhọn Gương càng ra càng cay Bà cháu lúc nãy Tao đã rất nghi ngờ liền đổ nó vào thùng rác Từng câu từng chữ Được bà cụ nhấn mạnh Mỹ ban đầu còn lo sợ Nhưng giây sau đã như biến thành con người khác Cô ả à, từ từ đứng dậy Bước chậm rãi đến trước mặt bà cụ Mà cười nhạo <cười> Vậy thì sao Bà nghĩ một mình bà Đấy lại tôi ư Mày Mày đã ăn cướp để có lo làng à Bà già rồi Ăn một mình sao hết Và lại con cái của bà Cũng định cư nước ngoài hết cả rồi Không ai giúp đỡ được gì cho bà đâu Mà chắc gì Bà đã có cơ hội mà mở miệng mỹ vừa dứt câu liền kéo mạnh bà tình vào phòng tắm thường ngày xương khớp bà đã yếu nên không thể chống cự lại được mỹ kéo được vào trong thì xả nước đẩy mạnh bà ngã nhào ra sàn. sau đó nắm lấy tóc bà cụ mà đập vào bồn cầu cú đập khá mạnh khiến bà tình chết ngay tại chỗ máu bắt đầu tuôn ra như xối chỉ trong vài phút máu đã loang ra khắp sàn nhà tắm cô ta dùng hết mọi cách xóa dấu vân tay thành công tạo hiện trường giả là bà cụ trượt chân đập đầu vào bồn cầu chết để chắc chắn hơn mỹ còn đặt chiếc hộp gỗ vào vị trí cũ bỏ vào bên trong một ít vàng để công an đến cũng không nghi ngờ số còn lại thì ả mang đi tiêu thụ chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ mỹ thành công vụ án giết người cướp của đầu tiên của mình cô ta về nhà Lấy ra số vàng bản thân lấy được thì cười thầm, nó đủ để ả à xóa sẹo, đủ để ả à ăn chơi suốt thời gian dài. Nhưng ngày sau đó, Mỹ tiếp tục lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng ả à biết suy nghĩ, nếu không sớm tìm được đại gia bao nuôi thì số tiền kia cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Ả à nhớ lại hành động trước đây mình ra tay với bà Tỉnh, đã ba tháng trôi qua, tình hình bên đó dường như đã lắng xuống sau cái ngày mỹ sát hại bà tình à đã lên khu đó để dò hỏi theo như dịch vụ bà tình đặt ở công ty thì mỗi tuần bà ta thuê đến 3 ngày dọn dẹp trong đó thứ hai và thứ bảy sẽ là mỹ ngày thứ tư là người khác như đúng lịch hẹn người nọ đến làm việc nhưng ấn chuông thế nào cũng không thấy hồi âm cô ấy liền gọi điện cho bà cụ thì nghe thấy tiếng chuông đổ trong nhà lo lắng có chuyện không hay xảy ra cô ấy liền cho người đến phá cửa và đúng như dự đoán người ta phát hiện ra bà cụ chết trong nhà tắm phần đầu bị nứt ra nằm kê trên bồn cầu cuối cùng công an không phát hiện ra được điều gì đáng nghi họ kết luận bà cụ đi vệ sinh không may bị trượt chân đập đầu vào bồn cầu tử vong mấy đứa con của bà ở nước ngoài hay tin cũng kéo nhau về mỹ nghĩ việc ăn trộm này cũng không qua rắc rối nhất là đối với những bà cụ sống một mình sau quá trình tìm hiểu mỹ đã nhận ra được rằng những bà cụ sống một mình thường sẽ có thói quen cất giữ tiền bạc bên mình bởi họ là người về hưu số tiền thu về cũng không có quá nhiều nhưng cũng không quá ít nhưng ít ra những người già thì có tính tiết kiệm không dám chi tiêu phung phí tiền của ban ngày ả à sẽ giả bộ ra công viên đến chỗ các bà lão hay tập dưỡng sinh để làm quen bất chuyển sau hai tháng trời cuối cùng, Mỹ cũng phát hiện thêm một con mồi béo bở. Người này sống ở căn nhà hai tầng cuối đường là bà Dung, năm nay đã 75 tuổi. Bà chỉ có một đứa con trai, vì mâu thuẫn giữa mẹ con quá lớn nên anh chàng quyết định ở riêng. Cụ thể là vào tận trong Nam để sinh sống, nhưng mỗi tháng vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ. Mỹ phải dành ra một tháng trời để có thể làm quen và lấy lòng tin của bà Dung, bởi vì cô ta quá xuất sắc trong việc đóng vai người tốt nên bà Dung cũng quý mến. Vậy là số lần Mỹ đến nhà bà cụ nhiều hơn. Hai bà cháu trò chuyện rồi cùng nhau nấu ăn. Trong lúc đó, Mỹ sẽ dò xem của cải bà cụ để ở đâu. Nhưng cả tháng nay mà vẫn không thấy gì. Khi cô ta định bỏ cuộc để chuyển sang đối tượng mới thì vô tình phát hiện chiếc túi nhỏ bà Dung hay mang bên người có đựng có điểm bất thường để chắc chắn hơn, cô ả à đã tiếp cận cái túi bằng cách xoa bóp toàn thân cho bà cụ. Đúng là trong chiếc túi nhỏ, có phần cũ kỹ, lại chứa tận một sâu gồm 25 chiếc nhẫn vàng. Xong rồi, Mỹ lại lễ phép trả bà Dung để ra về. Ba ngày sau, trong lúc trời mưa như xối, Mỹ mang áo mưa, cầm theo dụng cụ là đồ sửa ống nước để che mắt thiên hạ. Sau đó lẻn vào cửa sau để vào bên trong bà Dung vẫn ông Dung đang nghe đài mà không hay biết nguy hiểm đang rình rập. Mỹ từ từ tiến lại gần bà Dung, dùng gối ép cho bà ta bất tỉnh. Nhưng vì bà Dung vùng vẫy mạnh quá nên Mỹ rất khó khăn để thực hiện. Trong lúc nguy cấp, Mỹ đã đẩy mạnh bà ta về phía đối diện. Chẳng biết xui rồi hay may mắn mà khi Mỹ định thần lại thì thấy bà ta đã đập mặt vào góc bản. Mỹ vội đến kiểm tra thì kinh hãi, một bên mắt bà cụ bị gốc màn đâm thủng máu ào ào chảy ra mỹ thấy vậy liền mò mẫm bên trong để tìm lấy chiếc túi nhưng mãi mà không thấy gì cô ta điên tiết lục tung cả căn nhà nhưng không có vậy là kế hoạch lần này thất bại mỹ cũng không dám nán lại lâu cô ả à đành phải lèn cửa sau ra về hôm sau trời nắng nhẹ nhẹ không khí khá trong lành mỹ vươn vai mấy cái trò giãn gần giãn cốt sau đó tìm đến nhà bà dung để rủ bà đi tập thể dục trong lúc này chạy bộ mỹ nhìn thấy bà hoài một người bạn khá thân của bà cụ đang đứng chờ sẵn ở cổng nhà bà dung thì tiến lại hỏi thăm cháu chào bà bà tập thể dục sớm vậy ạ à? ờ đang đợi bà Dung mãi mà vẫn không thấy bà ấy đâu vậy ạ à, để cho ấn lần nữa xem sao Bỏ ích thôi, bà gọi điện ấn chuông thế nào cũng không thấy hồi đáp, có khi nào bà ấy xảy ra chuyện rồi không? Bà Hoài như nhớ ra chuyện gì đó, liền móc trong túi áo chiếc chìa khóa. À, suýt tiểu quên, chìa khóa nhà bà ấy đây. Mỹ thắc mắc, ờ, sao bà lại có chìa khóa nhà bà Dung à? Bản thân mà, phải có đề phòng khi có chuyện mới có người để phát hiện chứ. Bà Hoài cũng là người sống một mình, nhưng theo lời bà Dung kể thì cuộc sống của bà ấy vất vả hơn, đau ốm nên bao nhiêu tiền bạc đều theo đó mà bày sạch. Do đó mà Mỹ làm lơ, không biến bà Hoài thành con mồi của mình. Hai bà cháu mở cửa bước vào bên trong, thì mùi máu tanh sọc thẳng lên mũi. Bà Hoài đoán có chuyện không hay, liền đi nhanh vào. Thấy bà Dung úp mặt vào góc bàn, máu me vùng vãi thì kinh hãi, bà ngã khuỵu không muốn tin đây là sự thật trời ơi bà dung ơi mỹ dù không quá ngạc nhiên nhưng vẫn phải diễn cô ta òa khóc run rẩy móc máy ra gọi cho cảnh sát năm phút sau cảnh sát đã tìm đến bà dung và mỹ đều được mời về đồn để phối hợp điều tra cô ta như soạn sẵn kịch bản trong đầu nên công an hỏi tới đâu đều trả lời suôn sẻ đến đấy không thấy điều gì khả nghi, họ liền để Mỹ và bà Hoài ra về. Đám tăng bà cụ diễn ra ngay sau đó. Hôm nay Mỹ thấy chán, lại sửa soạn quần áo đi vào ba. Cô ta ngắm nhìn mình trong gương. Bộ đồ hở bạo này rất phù hợp với ả. Nhưng sợi dây chuyền tượng Phật trên cổ thật sự không hợp chút nào. Mỹ không đắn đo liền tháo nó xuống rồi bắt xe đi thẳng đến quán ba quen thuộc. Ăn trời thỏa thê, Lúc Cô Ta ra về thì đã là 3 giờ sáng. Từ cái lúc ả tháo sợi dây chuyền đó ra thì tai họa đã ập đến. Tối hôm đó, vong hồn bà cụ Tính và bà Dung, sau bao ngày mang uất hận nhưng không thể làm gì Mỹ thì hôm nay chính Cô Ta đã tìm đến con đường chết. Bởi sợi dây chuyền đó đã được niệm chú khiến ma quỷ không thể đến gần. Vong hồn của ông Đô muốn nhắc nhở con gái cũng không thể đến gần trở lại với thực tại. Ngày hôm sau, ngay khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu xuyên qua ô cửa sổ, mang ánh nắng ấm áp, dài vào phòng, thì Mỹ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Thật ra là cả đêm qua cô cũng chẳng hề chập mắt, cứ nghĩ tới hai bóng ma kia, cô ta lại sợ vô cùng. Ăn uống xong, cô ta định bụng ngủ một lát, tầm 5 giờ chiều sẽ chạy sang chỗ con bích xin ngủ nhờ, nhưng vì quá mệt nên ả à đã thiếp đi khi tỉnh lại thì trời đã quá khuya ả à gọi điện cho bích thì cô ta đã đi khách nên dù không muốn mỹ vẫn phải ở lại trọ mỹ run dậy chưa bao giờ cô ta sợ bóng tối như bây giờ ả à mở đèn lên cho thật sáng mở nhạc để lấn át đi nỗi sợ nhưng mọi thứ đều không như mỹ mong muốn đèn điện chớp nháy rồi vụt tắt trong phòng vang lên tiếng dép lẹp xẹp như tiếng bước chân của bà tỉnh cô ta làm sao quên được thói quen đi không hở dép đó tiếng lẹp xẹp càng lúc càng tiến lại gần mỹ ngồi co do trên giường hơi thở tanh tưởi phả vào gáy khiến cô ta dùng người mỹ dùng không nhìn thấy bóng ma của hai bà cụ nhưng cô ta cũng ngầm đoán được liền đập đầu van xin xin bà xin bà ta cho cháu cháu sai rồi Ừ, từng, cháu không muốn chết. Tiếng cười khanh khách vang lên, một áp lực đè nặng khiến Mỹ không thở nổi. Nhưng tiếng động, tiếng cười như xoáy sâu vào tâm trí ả. Bây giờ hai nhân ảnh kia đã đứng đối diện với Mỹ. Bà Dung đưa cánh tay túm lấy cổ ả nhấc bổng lên. Mỹ dãy giụa muốn thoát ra, nhưng cánh tay kia túm quá chặt nên cô ta dãy thế nào cũng không được. Đến lúc tưởng chừng sắp chết đến nơi thì hồn ma bà Dung mới nới lỏng ra. À vươn cổ hít lấy hít để luồng không khí quý giá. Sau đó mở cửa, chạy thẳng ra đường lớn. Hai bóng ma vẫn vần vũ đuổi theo sau. Lâu lâu lại phát ra những tiếng cười quái dị. Những người đi đường chỉ thấy lạ khi một cô gái cứ ôm đầu chạy băng băng ra đường. Xe cổ nhốn nháo vì kẻ phanh gấp, người bóp còi khiến âm thanh hỗn tạp nhấy lên một vùng. Một chiếc xe bán tải cứ thế chạy tới, Mỹ bây giờ không để ý xung quanh, cô ta lo sợ bản thân bị bắt lại liền chạy bán sống bán chết. Cho tới khi một âm thanh chói tai vang lên thì ả à mới kinh hãi đưa tay lên che mắt vì chói đèn. Người tài xế kéo còi thành tiếng dài, cố gắng đạp phanh nhưng quá muộn, cơ thể Mỹ đập vào mũi xe rồi bị đẩy ngã ra đường lớn máu từ đầu chảy ra nhanh chóng bao phủ thành một vũng lớn người ta thấy vậy liền kháo nhau gọi cấp cứu cô ta giờ đây chẳng cảm nhận được gì nữa hai bóng mà thấy vậy cũng hạ dạ đôi phần liền tan biến vào khoảng không tăm tối nửa năm sau tại thôn đông ngày nào đám trẻ con cũng rượt đuổi một bà cô điên chúng nó ném đất đá phân châu và người mỹ cô ả à không phản ứng đứng ỳ đó cho bọn chúng chọc ghẹo. Bà Lâu thấy con cũng đau lòng không kém. Nửa năm trước, bà đang hối hận dằn vặt bản thân vì quá nóng nảy khi lớn tiếng trách mắng Mỹ thì hay tin con gái bị tai nạn trên thành phố, người ta khó khăn lắm mới tìm được người thân. Bà đã rất sốc, tức tốc bắt xe lên ngay Hà Nội với con. Trước đây bà nói lời cay độc là vậy, nhưng khi con gái xảy ra chuyện người làm mẹ như bà làm sao bỏ mặc còn mỹ dù giữ được tính mạng nhưng cô ta đã hóa điên suốt ngày ôm đầu la hét đã vậy còn bị đám trẻ con trong xóm ăn hiếp thằng hiếu thấy chị như thế thì thương lắm nó suốt ngày đi tìm chị đánh dọa cho bọn trẻ trong xóm một trận thì bọn chúng mới thôi không bắt nạt mỹ nữa thấy mẹ vì chị mà lao đao nó dặn lòng ước muốn bản thân nhanh chóng lớn để giúp mẹ đỡ đần được phần nào cuộc sống. Nhưng quả báo đúng là không chờ một ai. Trong một đêm mưa gió, Mỹ lơn cơn rồi chạy thẳng ra phía bờ sông. Sáng hôm sau, người trong thôn đi làm đồng thì phát hiện xác ả à, nằm sấp ở đó. Vậy là kết thúc cuộc đời của một con người. Lại nói về Lâm, gã không tìm được tuyết thì chán nản, suốt ngày tìm đến rượu trà gái gú, nặng hơn là chơi cả hàng trắng trong một lần phê pha gã bị công an tóm gọn cuộc đời gã bây giờ chỉ quanh quẩn sau song sắt nhà tù nhưng đến hiện tại người con gái khiến hắn nhớ nhất vẫn là tuyết bà linh vì chạy vạy khắp nơi để mong con thoát tội nhưng vô ích chẳng ai có thể giúp được hắn bà ta vì quá đau buồn nên sinh bệnh rồi mất ngay sau đó còn tuyết Cô gái có tuổi đời bất hạnh, giờ đây cô sống ở một mảnh đất mới, ngày ngày mở quán phở kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cô tuy sống một mình nhưng lại không thấy cô đơn, ngược lại Tuyết rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau khi kinh tế ổn định, Tuyết quyết định nhận một đứa bé ở cô nhi viện để làm con nuôi, hai mẹ con sống hạnh phúc từ đó. Nếu đời là vô thường, sự sống có giới hạn, thì phải chăng con người ta khi sống nên có một chút ý nghĩa? Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa là trách nhiệm và quyền lợi của chúng ta trong thế giới vô thường này. Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.